Thanh Hằng xin chào quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh MC Thanh Hằng Official. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Thanh Hằng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập cuối vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe chuyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chú, Tê lần trước muốn hãm hại em. Mặt Hạ Minh Hậu lập tức biến sắc, nhưng vì lý do nào đó, hắn vẫn bình tĩnh không nổi giận. Hạ Minh Hậu nắm tay Ninh Vịnh Nghi, nhỏ giọng đáp. Tôi biết, ngoan, tôi sẽ có cách giải quyết. Ninh Vịnh Nghi chưa thỏa mãn, nhưng cô không còn cách nào khác. Ở đây đông người, náo loạn một phen chỉ tổ mất mặt. Ninh Vịnh Nghi đành hất mặt đi chỗ khác, tự mình ngồi gặm nhấm cơn tức. Hạ Minh Hậu mỉm cười nhìn Khúc Tiêu, tuy khuôn mặt mang đầy ý cười nhưng đầy mắt lạnh lẽo như băng, ẩn chứa sát ý khiến Khúc Tiêu bất giác rù lên mấy cái. Hạ Tổng, Ninh Tứ tiểu thư là vợ anh sao? Cả giới thương gia đều biết. Hạ Minh Hậu nói chắc như đinh đóng cột, rồi nhìn Khúc Tiêu bằng ánh mắt thách thức. Khúc Tiêu nuốt nước bọt, cười cười cầu hòa. Lần trước chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không biết cô đây là vợ anh. Có điên mới tin. Ninh Vịnh Nghi bĩu môi, chán ghét không giấu được. Hạ Minh Hậu nhếch miệng cười, tay ôm vai Ninh Vịnh Nghi. Khúc Tiêu cứng đờ cả người, chăm chăm nhìn Ninh Vịnh Nghi, sau đó nhìn đi nơi khác. Lần này gã chọc phải thú dữ rồi. Họ thị chỉ cần đập một phát, Khúc thị chết không kịp ngáp. Khúc Tiêu hối hận vô cùng. Ai bảo gã nghe lời ngon tiếng ngọt của Nhiếp Hoài Thơ, suýt chút làm nhục Ninh Vịnh Nghi chứ. Khốn kiếp, cả giới thương gia đều biết Ninh thị và Hạ thị như nước với lửa. Ninh Vịnh Nghi bước vào Hạ thị như bước vào đầm rồng điều hổ, chắc chắn bị Hạ Minh Hậu ngược đãi sống không bằng chết. Nào ngờ Khúc Tiêu tái xanh mặt mày, không biết phải bày ra biểu cảm gì, chỉ đành hớp mấy ngụm rượu cho đỡ nhục. Ninh Vịnh Nghi nhìn biểu cảm của gã, trong bụng thầm nghĩ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Khúc thị cô sẽ mượn lực Ninh thị và Hạ thị bóp chết nó. Đợi Khúc Tiêu đi rồi, Ninh Vịnh Nghi và Hạ Minh Hậu cũng chỉ ngồi lại nói chuyện đôi ba câu với Diệp Thành và Tào Mặc, sau đó rời đi. Hạ Minh Hậu đưa Ninh Vịnh Nghi đi thăm thú resort cao cấp của Hạ thị. Tôi đặt sẵn phòng VIP nhất, Hạ Minh Hậu nói thầm vào tai cô. Ninh Vịnh Nghi sửng sốt nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt hắn xuất hiện nụ cười rầm rề. Cô quay ngoắt mặt đi, miệng lẩm bẩm, toàn nghĩ mấy chuyện không đường đắn, đúng là dê xà. Hạ Minh Hậu bật cười, nụ cười và âm thanh nghe biến thái vô cùng. Ninh Vịnh Nghi nhất định không thể ở bên cạnh tên dê xà này được, để với hắn chỉ tù mất mặt. Hạ Minh Hậu cười dê vài tiếng, sau đó lại bám giết Ninh Vịnh Nghi. Ninh Vịnh Nghi muốn chạy cũng không được. Đi được một đoạn trong khuôn viên resort, Ninh Vịnh Nghi chợt nhận ra bóng người quen thuộc đang đứng nói chuyện với Khúc Tiêu. Cô bấm Hạ Minh Hậu một cái, hắn nhíu mắt nhìn theo. Em gái mưa của chú kìa, thân thiết với Khúc Tiêu quá nhỉ? Hạ Minh Hậu đen mặt. Em gái mưa là cái quái gì vậy? Ninh Vịnh Nghi ghen với Nhiếp Hoài Thư sao? Nó với tôi cũng như anh em ruột rồi còn gì, em ghen cũng không có ích gì đâu, Hạ Minh Hậu vội bảo chữa. Ninh Vịnh Nghi nhếch miệng cười, lạnh giọng đáp, em có ghen đâu, người ta là con gái riêng của vợ của bố chú, nói gần thì rất gần, mà nói xa thì bán đại bác bảy kiếp không tới. Huống hồ bây giờ pháp luật cởi mở, xã hội càng cởi mở, mà Nhiếp Hoài Thư chắc lại càng cởi mở. Ninh Vịnh Nghi nói đến đâu, Hạ Minh Hậu nghe chua lòm đến đấy. Hắn tùm tìm cười, lần trước là Lâm Thủy Nhân, bây giờ là Nhiếp Hoài Thư, xem chừng tối nay hắn sẽ phải mệt mỏi với cô nhóc này rồi. Được, thế em muốn thế nào? Tôi và thằng nhỏ này đều sẽ chiều em.
Ninh Vị Nghi đỏ bừng mặt mày, cấu Hạ Minh Hậu. Chú không đứng đắn được chút à? Em có nói mấy chuyện đó đâu. Chú xem, lần trước suýt thì Khúc Tiêu làm nhục em. Giờ Khúc Tiêu thân cận với Nhiếp Hoài Thư. Không biết em gái xa của chú có góp công sức nào trong vụ việc lần trước hay không. Và lại, Khúc Thị đang dễ mơ dễ má với Hạ Thị. Nói không chừng, Khúc Tiêu đang kiếm chỗ tốt gì đó từ em gái xa của chú đấy. Đình Vị Nghi nói một tràng, tuy nghe chua lòng nhưng rất hợp lý. Họ Minh Hậu gật gù, điểm này hắn cũng có nghĩ đến. Có điều chưa phải lúc tung chiêu lột mặt nạ của Nhiếp Hoài Thư. Cứ theo dõi một thời gian đã. Họ Minh Hậu họ rộng, tay siết eo Ninh Vị Nghi. Nhiếp gia cũng không tồi, tuy không thừa nhận mẹ kế của tôi, nhưng đối với Nhiếp Hoài Thư cũng không bạc. Để xem liệu Khúc Thị và Nhiếp Thị có mối làm ăn nào hay không. Chuyện đó cứ giao cho em. Đình Vị Nghi cười nói. Dù sao Vịnh Sam cũng đang muốn tranh dự án nhà hàng Lẩu Băng Truyền với Nhiếp Thị. Lại nữa, họ Minh Hậu trợn mắt. Sao cô ta ăn tạp vậy? Thứ gì cũng muốn nuốt là sao? Đình Vị Nghi thúc cho họ Minh Hậu một cái vỏ sườn, nghiến răng nói. Chị vợ của chú đấy, chú ăn nói cho cẩn thận. Kế hoạch lần này do em để ra, lấy chỗ tốt từ Nhiếp Thị chia cho Hạ Thị một chút. Hỏi mắt họ Minh Hậu lập tức sáng rỡ lên. Đình Vị Nghi thấy trong mắt hắn hiện ra sự dâm tà, liền nguẩy mông bỏ đi, tránh cho hắn lại tưởng bở. Nhiếp gia là nhà cha đẻ của Nhiếp Hoài Thư, cũng chính là nhà chồng cũ của Tàng Lâm, mẹ kế của Hạ Minh Hậu. Kỳ thực nói là vợ chồng, Tàng Lâm và Nhiếp Du cũng chỉ là tình nhân, có một đứa con chung. Vì xuất thân bần hàn, Tàng Lâm không được gia đình họ Nhiếp yêu thích. Nhiếp Du hèn hạ, sớm bỏ mặc mẹ con Tàng Lâm. Xong, khi Tàng Lâm bước chân vào nhà họ Hạ, Nhiếp Hoài Thư nghiễm nhiên trở thành con gái của Hạ gia. Nhiếp Du lại thay đổi thái độ, ngọt nhạt nhận trả con. Cứ như vậy, Nhiếp Hoài Thư cũng kiếm được vài thứ tốt từ người cha này, mà Nhiếp Thị cũng có được vài dự án nho nhỏ hợp tác với Hạ Thị hoặc công ty con do Nhiếp Hoài Thư quản lý. Nhiếp Hoài Thư quản lý một chuỗi cửa hàng tiện ích khoảng mười mấy cái trong cả nước, cũng không tính là sự nghiệp lớn. Nhưng Nhiếp Thị sản nghiệp không bao nhiêu, hợp tác bò hàng xì lâu ngày cũng kiếm lợi không ít. Huống hồ mẹ con Tàng Lâm còn nhiều lần móc nối cho Nhiếp Thị với công ty con của Hạ Viên Hậu, anh trai của Hạ Minh Hậu. Hạ Minh Hậu hiện cũng chưa nắm được toàn bộ Hạ Thị trong tay, nên mắt nhắm mắt mở, coi như không thèm quan tâm đến mẹ con Nhiếp Hoài Thư. Xong, hôm nay Đình Vị Nghi nhấn mạnh quan hệ giữa Nhiếp Thị và Khúc Thị hắn cũng cần phải để tâm một chút. Hạ Minh Hậu ôm eo Ninh Vị Nghi, dẫn cô đi tham quan resort, làm quen một số người. Ninh Vị Nghi âm thầm toan tính. Bây giờ thương gia trong giới đều biết cô là cầu nối giữa Ninh Thị và Hạ Thị, hẳn sau này phiền phức không ít. Có điều bây giờ cô nghiễm nhiên thành nhân vật máu mặt trong giới, không ai dám đắc tội, như vậy cũng tốt. Họ Minh Hậu cho cô mặt mũi, cho mặt người ngoài không ngại bảo vệ cô, như vậy cũng xem như tạo cho cô một vòng an toàn. Đi hết resort rồi, em đã mỏi chân chưa? Họ Minh Hậu nhỏ giọng dụ dỗ. Ninh Vị Nghi bĩu môi đáp. Chú tính đưa em vào phòng VIP nghỉ ngơi trước gì, còn khuya. Khuya rồi mà, em xem 12 giờ rồi. Họ Minh Hậu nhăn mặt đưa đồng hồ lại phía Ninh Vị Nghi để cô xem. Ninh Vị Nghi thở dài, quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng cô có lớn cân rất nhiều chuyện, không có hứng thú làm chuyện kia. Hạ Minh Hậu biết tâm tình cô không tốt nên cũng không dám ép buộc. Khúc Tiêu nói gì với chú vậy? Đình Vị Nghi dò hỏi. Không có gì, tôi đang gọi thầu nên hắn muốn trao đổi kế hoạch của hắn. Nói thẳng ra là muốn đi cửa sau. Hạ Minh Hậu khinh miệt. Khúc gia thủ đoạn lật mặt, ăn gian làm dối, thực sự không dễ làm ăn chung. Đình Vị Nghi thở dài đáp. Em đừng lo, chồng em bản lĩnh đầy mình. Họ Minh Hậu tự tin vỗ ngực. Chú bàn giao vốn góp của chú ở Central cho Lâm Thùy Nhân chưa? Đình Vị Nghi lắc đầu
đủ đề tài. Rồi, thủ tục nhanh gọn thôi. Hạ Minh Hạo thở ở đáp. Xem chừng, Center sẽ đem chú và cô ta buộc trở lại với nhau nhỉ? Đình Vệ Nghi nhớ mày, từ lan can nhìn ra bên ngoài. Hạ Minh Hạo mở bữa tiệc lớn ngay giữa hồ bơi khổng lồ. Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, bé con đang ghen. Không làm như vậy, làm sao đi cửa sau để lấy dự án trường quốc tế? Và lại, nói cho em biết, không chỉ Center, tôi đã đồng ý với cô ta sẽ xóa hết thông tin lan truyền trên mạng về vụ bê bối của cha cô ta. Chú tốt với Lâm Thùy Nhiên nhỉ? Hay chú muốn làm rể Lâm ra? Ninh Vị Nghi cao giọng, dù biết Hạ Minh Hậu có mục đích riêng của hắn, nhưng vẫn không khỏi ghen tức. Thấy Ninh Vị Nghi ăn giấm chua, Hạ Minh Hậu càng khoái trá. Hắn ôm eo nhỏ của cô, thầm thì. Không làm như vậy, làm sao có thể thuận lợi để em tiếp quản dự án giáo dục lần này? Em chưa có kinh nghiệm, chưa có bằng tiến sĩ, chưa 2 năm nữa. Chẳng lẽ tôi xây trường rồi bỏ cho ruồi bu kiến đậu hả? Ninh Vị Nghi nhếch miệng cười, cô đoán không sai mà. Hạ Minh Hậu nhượng bộ đến mức như vậy cũng chỉ vì chiều theo ý thích của cô mà thôi. Vậy đủ lại, chú muốn gì? Ninh Vị Nghi xoay sang đối diện Hạ Minh Hậu, rồi đưa cánh tay trắng nõn quàng lên cổ hắn, cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Minh Hậu. Hạ Minh Hậu không nhịn nổi, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Hôn chán chê, hắn mời đáp. Đêm nay nghe lời tôi. Đình Vị Nghi hơi sững sốt, gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, Đình Vị Nghi thức dậy ở phòng VIP của resort. Lúc này Hạ Minh Hậu đã rời khỏi giường, nên trong phòng ngủ chỉ có mình cô. Đình Vị Nghi nhớ lại chuyện đêm qua, hai má lập tức đỏ bừng. Đêm qua thực sự rất kích thích. Không những vậy còn rất thăng hoa. Hóa ra đây là cảm giác thăng hoa trong khi làm chuyện đó với người mình yêu sao? Mình và chú Hạ đang yêu nhau sao? Đình Vị Nghi vui mặt trong chăn nghĩ ngợi. Một phần bản năng phụ nữ khiến cô khao khát chuyện đó từ người đàn ông, một phần trái tim non nớt của thiếu nữ khiến cô không ngừng lo được lo mất. Đình Vịnh Ghi vui mặt trong tràn nghĩ cười. Cho đến bây giờ, Hạ Minh Hậu cũng chưa nói với cô về dự định tương lai, khi nào hắn sẽ giải quyết các vấn đề mâu thuẫn giữa Ninh Sa và Hạ Gia để bọn họ chính thức bên nhau như một đôi vợ chồng thực sự đây. Đình Vịnh Ghi không biết, chỉ biết rằng hiện tại cô đang lâng lâng như ở trên mây. Ninh Vịnh Ghi nằm một hồi, bụng cũng hơi sùi lên, cô liền ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, bên trong có sẵn một bộ đồ ngủ mềm mại. Hạ Minh Hậu đang ở trong bếp, mặc dù có sẵn phục vụ nhưng hắn vẫn muốn làm đồ ăn sáng cho cô. Đinh Vịnh Nghi nghe mùi thơm thì chạy ra, ngồi ngay ngắn ở bàn ăn với hai mắt đầy mong chờ. Chú làm món gì vậy? Thơm quá. Bé con háu ăn. Hạ Minh Hậu mỉm cười cưng chiều, tay vẫn đào nhanh thức ăn trên bếp. Em không biết là chú cũng giỏi nấu nướng. Đình Vị Nghi khịt mũi, nước miếng chảy ra. Không biết nấu, nhưng phải học thôi. Ai bảo em cái gì cũng không chịu học. Hạ Minh Hậu đáp lời, vừa nói vừa đổ thức ăn ra đĩa. Hắn làm trứng ốp la vào bánh sán, còn có một tổ súp. Đình Vị Nghi cau mũi, mắt nhìn đồ ăn, tay cầm đĩa, chuẩn bị chiến đấu, nhưng vẫn cố cự cãi. Em cũng từng học mà. Định bưng vào cho chú ăn thì nghe chú nói toàn lời đau lòng. Đình Vị Nghi nói xong thì cúi đầu ăn. Hạ Minh Hậu mỉm cười nhìn cô nhóc cặm cụi ăn, giống như chuyện đêm qua đã rút cạn năng lượng của cô. Hắn tiến lại gần Đình Vị Nghi, xoa đầu cô nhóc rồi nói, có muốn ăn xúc xích không? Hỏi mắt Đình Vị Nghi lập tức sáng rỡ, gật đầu lia lịa. Có ạ, xúc xích với trứng ốp la là tuyệt nhất. Hạ Minh Hậu mỉm cười hài lòng, khuôn mặt nghiêm túc đến độ không một điểm đáng ngờ. Hắn không nói không rằng, lập tức nắm tay Đinh Vịnh Nghi đưa vào nơi đó của mình. Chú biến thái như vậy? Đinh Vịnh Nghi trợn mắt nghẹn một miếng bánh. Em nói muốn ăn xúc xích mà. Hạ Minh Hậu nhếch miệng cười. Đinh Vịnh Nghi híp mắt, có vẻ đã bị chọc giận,
liền hung hăng bóp một cái. Đinh Vịnh Kỳ, em làm thật đấy à? Có biết nơi này là chìa khóa hạnh phúc của chúng ta không? Đinh Vịnh Kỳ lạnh lùng xoay mặt đi, tiếp tục ăn bữa sáng. Hạ Minh Hậu đau đến nha răng trợn mắt, tự rủa mình chơi ngu có thưởng. Lỡ không dùng được nữa thì sao? Kệ chú, Đinh Vịnh Nghi lạnh lùng đáp. Em dám. Hạ Minh Hậu hiếp mắt lại, khuôn mặt thoáng chốc trở nên âm u tàn ác. Đinh Vịnh Nghi không ý thức được mối nguy hiểm, vô tư dùng bữa. Đợi cậu nhóc ăn xong rồi, Hạ Minh Hậu liền xẹp hết đồ ăn qua một bên, bê thốc củ lên. Chú định làm gì vậy? Đêm qua vừa mới... Sao hả? Hạ Minh Hậu nghiến răng. Biết sự à? Vậy mà dám nói tìm người khác. Nói tìm ai? Đinh Vị Nghi mếu mặt dãy dụa. Em chỉ thuận miệng thôi mà. Thuận miệng? Để xem tôi trùng trị hai cái miệng của em thế nào. Đinh Vị Nghi sửng sốt, sợ hãi đến rụt cả người. Hắn không định làm trò biến thái gì với cổ chứ? Không, buông em ra. Đinh Vị Nghi hét lên dãy dụa, nhưng bộ quần áo vừa mặc vào đã bị Hạ Minh Hậu xé mất. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đinh Vị Nghi bị Hạ Minh Hậu ôm chặt, lúc này mới có cơ hội giải xa. Cô lập tức chạy vào phòng ngủ lấy điện thoại ra. Người gọi đến là Ninh Vịnh Sam. Nghi, Lâm Thủy Nhiên thâu tóm được công ty con của Hạ Minh Hậu, chuyện Tiết Hiểu cũng đã được giải quyết êm xuôi. Lần này Hạ Minh Hậu làm như vậy là để lấy lòng em sao? Ninh Vịnh Sam nói một hồi, Đinh Vịnh Nghi cũng hiểu ra ý của cô. Chị gái của cô muốn biết liệu Hạ Minh Hậu có thể vì Ninh Vịnh Nghi làm những chuyện như vậy, tình cảm và sự tin tưởng của hắn dành cho cô lớn đến mức nào. Đinh Vịnh Sam muốn lợi dụng chuyện này. Chị, chú Hạ làm những chuyện này đều là vì mục đích cạnh tranh, không liên quan đến em. Chuyện tranh suất đầu tư dự án giáo dục xem như đã tàn cục rồi. Bây giờ nếu chị muốn giúp Tần Thị, chị có thể dùng thủ đoạn hất Khúc Thị ra khỏi gói thầu phụ của dự án này mà thôi. Ninh Vịnh Sam nghe cô nói như vậy, trong lòng lại càng bất an và lo lắng. Không phải cô không khuyên Tần Sung, mà là hắn không muốn Hạ Minh đi tranh giành với Khúc Thị. Ban đầu hắn tranh giành dự án, bây giờ lại chỉ tranh giành một gói thầu xây dựng, hắn cam lòng sao? Tần Sung nói công ty của anh ấy không phải công ty xây dựng, việc tranh suất thầu xây dựng công trình trường học không thể làm được. Đinh Vịnh Sam dứt lời, Đinh Vịnh Nghi đã cười thành tiếng. Cô nói, chị đủ hiểu Tần Sung mà, đâu cần lấy cái cớ đó thay cho anh ta. Anh ta không muốn Hạ Minh kiểu người vì chút sĩ diện mà bỏ qua lợi lộc, thực sự rất ngu ngốc. Ninh Vịnh Sam thở dài, nghe Ninh Vịnh Nghi mắng bạn trai của mình cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Ninh Vịnh Nghi nói đúng ý nghĩ của Ninh Vịnh Sam, bởi vì cậu đã khuyên Tần Sung rất nhiều lần, đăng ký thêm một vài ngành nghề là chuyện dễ như trở bàn tay. Công ty con của Tần Sung chuyên về thiết bị giáo dục, đăng ký thêm ngành xây dựng là chuyện đơn giản. Đấy cũng là đòn bẩy giúp thế lực của Tần Sung ở Tần Thị thêm vững chãi. Thế nhưng hắn ta lại quá mức xem trọng mặt mũi, luôn miệng bảo không thèm so đo với Khúc Thị. Đây là chuyện làm ăn, lỡ như vậy mà anh ta còn chê sao, thật không hiểu nổi. Ninh Vịnh Sam cười, tiếng cười có vẻ khá gượng gạo. Ninh Bị Nghi thở hắt ra một hơi. Lúc này chỉ có một mình cô trong phòng ngủ. Hạ Minh Hậu biết cô nghe điện thoại của Ninh Vịnh Sam nên không quấy rầy. Đinh Vịnh Nghi nhỏ giọng khuyên nhủ Đinh Vịnh Sam. Chị Vịnh Sam, dự án lần này là dự án đặc biệt lớn, cũng là mối quan tâm trọng điểm của Bộ Giáo dục trong năm nay. Tuy là trường học tư nhân, nhưng các ban ngành đều nhắm vào nó. Là một dự án tiếng vang muôn đời, có gì không tốt. Tần Sung nhà chị xem chừng quá mức câu nệ, sĩ diện hầu. Chị khoan dần em chỉ nói sự thật, vì chúng ta cùng đứng trên một chiếc thuyền. Tần Sung bỏ cái bánh ngon như vậy, còn chị thì sao? Đinh Vịnh Sam nhếch miệng cười. Đinh Vịnh Nghi thật là thông minh và thấu hiểu lòng người. Đinh Vịnh Sam là ai nếu Hạ Minh Hậu là một tên gian thương khốn kiếp?
thì Đinh Vịnh Samco chính là một ả gian thường khốn kiếp, người trong giới thường xa, chẳng phải luôn miệng nói như vậy sao? Đinh Vịnh Sam không giống Tần Dung, dăm ba cái sĩ diện rẻ rách, xứng đáng bị cô đạp dưới chân. Vịnh Nghi, em biết em phải làm gì rồi đấy. Chỉ làm xong dự án này cho Hạ Thị, hai bên thù hóa thành bạn, em cũng dễ sống hơn. Thành sao? Đinh Vịnh Nghi đáp, không chút do dự. Đinh Vịnh Sam có lợi, cô cũng sẽ có lợi. Huống hồ, nếu hai bên hợp tác tốt đẹp, Đinh Vịnh Sam và Hạ Minh Hậu có thể trở thù thành bạn. Như vậy, chuyện của cô và Hạ Minh Hậu về sau sẽ suôn sẻ hơn. Vậy em dự định làm thế nào để giúp chị đây? Đinh Vịnh Sam đi thẳng vào vấn đề. Đinh Vịnh Nghi lòng tràn đầy tự tin, năm người ra sàn, hào hứng nói. Chú Hạ thích em, thậm chí còn muốn giành vị trí cao nhất tại trường quốc tế sau này cho em. Em không tin chú ấy sẽ không vì em mà ưu ái cho Ninh Thị. Chuyện đấu thầu chị cứ làm theo quy định, em sẽ có cách khiến chú Hạ ưu tiên cho công ty của chị. Trong quá trình thầu dự án này, nếu có vấn đề gì đó, chị chỉ cần nói với em. Em tự tin vậy sao? Đinh Vịnh Sa mỉm cười hỏi Ninh Vịnh Nghi. Đinh Vịnh Nghi hênh cái mũi nhỏ, nhớ lại từng chút yêu thương cưng chiều và ưu ái của Hạ Minh Hậu dành cho mình, lòng ngọt ngào khó tả. Đúng vậy, em nắm bắt được yếu điểm của chú Hạ. Chỉ cần em thích, chú Hạ sẽ nhượng bộ. Không phải chị mong cả em và Hạ Gia có thể đem lại lợi ích cho Ninh Gia sao? Đinh Vịnh Sa mỉm cười, ở bên kia đổ dây. Đinh Vịnh Nghi không thấy được sự dịu dàng xen lẫn bất an trong mắt Ninh Vịnh Sam. Đúng là chị mong như vậy, nhưng em cũng đừng quá liều lĩnh, Hạ Minh Hậu không dễ đối phó đâu. Chị yên tâm đi mà. Đinh Vịnh Nghi lẫn úp người vùi mặt vào chăn, vừa nhớ đến sự dịu dàng chân thành của Hạ Minh Hậu vừa cười khúc khích. Chú Hạ thích em chết đi được, em muốn gì cũng sẽ chiều em. Chị chỉ cần giữ lời hứa với em. Em đã kéo được dự án về cho Ninh Thị, chị phải chăm sóc tốt cho mẹ em, có chỗ tốt phải chia chác cho em gái này đấy. Em yên tâm, chuyện đó chị tự có chủ kiến. Đinh Vịnh Sam ngả người ra ghế, vui vẻ nhận lời. Thống nhất vậy nhé, em sẽ tìm thời điểm thủ thỉ với chú Hạ, chú ấy không thoát được tay em đâu. Đinh Vịnh Nghi đắc ý cười, tạm biệt Ninh Vịnh Sam rồi lăn lộn trên giường. Chuyện này còn có mùi hương của Hạ Minh Hậu. Cảm xúc lần đầu rung động thực sự khiến lòng cô quằn quẹo cả lên. Ở ngoài cửa, bàn tay Hạ Minh Hậu đang đặt trên tay nắm cửa bỗng dưng khựng lại, khuôn mặt hắn sắc lạnh đáng sợ. Hạ Minh Hậu tần ngần trước cửa định đi vào, nhưng lại nghe thấy tiếng nói đắc ý từ trong phòng vọng ra, cho nên hắn chỉ đứng đó mà không lên tiếng. Sau khi Ninh Vịnh Nghi kết thúc cuộc gọi, Hạ Minh Hậu chỉ lặng lặng đứng một vài giây nữa, sau đó rời khỏi phòng ngủ, đi vào trong bếp. Ánh mắt Hạ Minh Hậu lúc này tràn ngập vẻ hung ác, đáng sợ, khuôn mặt như hung thần, tức giận cực điểm, mắt hắn long sòng sọc, đỏ ngầu, gần trán nổi lên, vẻ dịu dàng thường ngày dành cho Ninh Vịnh Nghi mất đi toàn bộ. Bên tai Hạ Minh Hậu lúc này chỉ còn văng vẳng giọng nói đầy đắc ý của Ninh Vịnh Nghi. Chú Hạ thích em không tin chú ấy sẽ không vì em mà ưu ái cho Ninh Thị. Em sẽ có cách khiến chú Hạ ưu tiên cho công ty của chị. Nếu có vấn đề gì đó, chị chỉ cần nói với em. Em nắm bắt được điểm yếu của chú Hạ, chỉ cần em thích, chú Hạ sẽ nhượng bộ. Không phải chị mong gả em và Hạ Gia để có thể đem lại lợi ích cho Ninh Gia sau. Chú Hạ thích em chết đi được, em muốn gì chú cũng sẽ chiều em. Em đã kéo được dự án về cho Ninh Thị, chị phải chăm sóc tốt cho mẹ em, có chỗ tốt phải chia chác cho em gái này đấy. Nghĩ lại mà Minh Hậu tức giận đến nghiến răng, cả người run rẩy, hắn cười gằn. Quả nhiên Ninh Gia là một bầy cáo. Ninh Vịnh Nghi làm sao sống được ở Ninh Gia nếu cô không phải là một con cáo con. Quả nhiên là vậy, hắn đã ngủ ngốc trao đi thứ tình cảm thuần túy nhất của mình, si mê cô, ngưỡng mộ cô. Đổi lại, hóa ra hắn chỉ là công cụ để hai chị em cô thỏa mãn tham vọng của chính mình. Hạ Minh Hậu điên tiết đến mức chỉ muốn đập hết tất cả,
hắn dày công như vậy, cố giành lấy dự án chụp quốc tế, cố đấu đá với Khúc Thị, Tần Thị, chỉ để chiếm lấy chỗ tốt cho Ninh Vịnh Nghi. Cuối cùng, từ đầu đến cuối, tình cảm của hắn cô không hiểu, tấm lòng của hắn cô hung hăng trà đạp và lợi dụng. Đình Vịnh Nghi chỉ lợi dụng hắn chụp lợi cho Ninh Thị và Ninh Gia. Ninh Vịnh Nghi, em khá lắm, cứ chỗ đấy. Hạ Minh Hậu cô hít thở thật sâu, nuốt chui cơn tức. Muốn đối phó với một con nhóc như Ninh Vịnh Nghi dễ như trở bàn tay. Hạ Minh Hậu hắn có thể một phát bóp chết cô. Xong, sau lưng Ninh Vịnh Nghi là thế lực của Ninh Vịnh Sam, hắn buộc phải dè chừng. Đột nhiên lúc này, từ sau lưng Hạ Minh Hậu, Ninh Vịnh Nghi chạy đến, ôm chầm lấy hắn, còn vùi mặt vào lưng hắn. Ninh Vịnh Nghi nũng nịu nói: "Chú, khi nào mình về nhà vậy ạ?" Giọng nói êm ái, dịu ngọt này khiến cơn tức trong lòng Hạ Minh Hậu bùng lên dữ dội. Nhưng hắn hận chính bản thân mình hơn tất cả. Hắn hận chính hắn, không nỡ lòng nào quay lại hất Ninh Vịnh Nghi, chà đạp cô cho thỏa cơn giận. Trái lại, sự động chạm nhẹ nhàng và giọng nói nhu mì kia lại càng khiến lòng hắn mềm nhũn đi. "Em thích về khi nào thì về?" Hạ Minh Hậu cố hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng rồi đáp lời Ninh Vịnh Nghi. Ninh Vịnh Nghi mỉm cười, rón rén bước ra về trước, ôm ngực Hạ Minh Hậu rồi ngước mặt lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, cực điểm là thứ Hạ Minh Hậu yêu thương, nuông chiều nhất trên đời. "Em nghe theo chú mà, dù sao cũng xong việc rồi, tùy chú quyết định, em theo chú." Ba chữ cuối cùng, cô gái nhỏ bẽ lẽn, úp mặt vào ngực hắn. Ninh Vịnh Nghi không nhận ra sự thay đổi trong đáy mắt của Hạ Minh Hậu, cô chỉ cảm thấy lâng lâng như đang ở trên mây, tận hưởng cảm giác được yêu chiều vô độ. Hạ Minh Hậu đưa tay vuốt ve sống lưng của Ninh Vịnh Nghi, ánh mắt sắc lạnh, không còn một tia tình cảm nào. Hạ Minh Hậu là người tầm cao khí ngạo, bị chọc tức như vậy cũng là điều dễ hiểu. Ninh Vịnh Nghi lại không nhận ra bất cứ điểm nào khác thường, cả ngày chìm đắm trong sự yêu chiều của Hạ Minh Hậu. "Chú, khi nào thì chú mở gói thầu xây dựng trường học vậy?" Về đến nhà chưa được bao lâu, Đình Vịnh Nghi đã mò vào phòng đọc sách của Hạ Minh Hậu, chủ động ngồi lên chân hắn, ôm cổ hắn thủ thỉ. Hạ Minh Hậu bên dưới phản ứng, bên trên lại ẩn hiện sự tức giận. "Sao vậy? Chuyện này đâu phải chuyện của em, không an phận chút nào." Đình Vịnh Nghi bĩu môi. "Chú hứa cho em làm việc ở đó còn gì? Em hỏi thăm một chút, có sao đâu. Chú nói đi mà." "Dành con, lo học hành, đừng quản linh tinh." Hạ Minh Hậu gằn giọng, trong giọng nói không giấu được bực tức. Chú giận em à?" Đình Vịnh Nghi ngờ ngỡ hỏi. Hạ Minh Hậu nhìn khuôn mặt chứa đầy hoang mang và lo lắng của Đình Vịnh Nghi, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý định tàn ác. Hắn mỉm cười, lấy lại vẻ dịu dàng, ôm eo cô rồi nói: "Tôi chỉ là không muốn em suy nghĩ thêm mệt. Mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, em đừng lo." Ninh Vịnh Nghi bĩu môi, tuy cảm thấy lời nói của Hạ Minh Hậu không thuyết phục mấy nhưng lại rất ngọt ngào, cho nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ninh Vịnh Nghi lăn qua lăn lại một hồi rồi ngồi hẳn lên đùi của Hạ Minh Hậu xem hắn làm việc. Một lát sau thì cuộn mình trong lòng hắn, ngủ quên lúc nào không hay. Hạ Minh Hậu cúi đầu nhìn Ninh Vịnh Nghi bé bỏng lò thòm trong tay mình, cảm giác muốn che chở cho cô lại trỗi dậy. Chết tiệt! Hạ Minh Hậu nghiến răng tự mắng mình. Sự thất vọng và tức giận vẫn còn đó. Hắn không thể cứ ngày ngày rung động, ngày ngày mềm lòng như thế này mãi được. Hôm sau, khi Hạ Minh Hậu quay về nhà, trước mặt hắn đã bày ra một mâm cơm đủ loại món ăn ngon mắt. Ninh Vịnh Nghi ngồi chống cằm nhìn mâm cơm, mắt long lanh thấy Hạ Minh Hậu cậu nhóc lon ton chạy lại ôm cánh tay hắn. Chú về rồi. Ninh Vịnh Nghi đu trên người Hạ Minh Hậu, hắn sững lại, sau đó đưa tay ôm lấy cô. Ninh Vịnh Nghi vô tư ở trên vai hắn làm đũng. Chú xem, em học được mấy món ăn từ Di Hải,
Cũng không tệ đâu, chú đi thay đồ đi, rồi xuống dưới nếm thử. Hạ Minh Hạo run rẩy, cảm giác thỏa mãn hiện tại khiến hắn vừa lo sợ lại vừa chán ghét. Biết Ninh Vịnh Nghi lợi dụng mình, nhưng hắn không kiềm được sự ảo hứng và hào hức khi biết cô vì hắn mà xuống bếp học nấu ăn. Hạ Minh Hạo lên phòng thay quần áo rồi xuống bếp. Ninh Vịnh Nghi đã ngồi đó từ lúc nào, cô còn gỡ cá, gắp thịt vào bát cho hắn. Nhìn dáng vẻ dịu dàng, ấm áp của cô, Hạ Minh Hạo trở thấy rét run người. Bông hoa thuần khiết trong lòng hắn vì tiền tài, danh vọng mà không tiếc bán rẻ thân thể mình, bán luôn cả sự dịu dàng, chăm sóc và tình yêu của bản thân. Hạ Minh Hạo không khỏi cảm thấy xót xa và ghê tởm đan xen, hắn ghê tởm cô. Sao hôm nay chu đáo vậy? Hạ Minh Hạo ngồi vào bàn, cố tình hỏi một câu. Ninh Vịnh Nghi mỉm cười nhìn hắn. Dạo này cô suy nghĩ rất nhiều, làm vợ Hạ Minh Hậu thực ra là một chuyện rất tốt. Cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ ngọt ngào. Ninh Vịnh Nghi thích cuộc sống hiện tại, vừa giúp Ninh Vịnh Sa một tay, vừa chăm sóc cho Hạ Minh Hậu. Từ từ cô sẽ kéo Ninh Sa và Hạ Sa gần nhau lại. Đến lúc đó cô và Hạ Minh Hậu có thể ở bên nhau mà không còn bất cứ trở ngại nào. Vì em thương chú mà, em sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt. Ninh Vịnh Nghi vừa cười vừa đáp, ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Minh Hậu. Đột nhiên, Hạ Minh Hậu cảm thấy nhợn nhợn trong cổ họng. Ninh Sa đúng là một bầy cáo khốn kiếp. Hạ Minh Hậu ăn thức ăn, vẻ mặt lạnh lùng không giấu được. Ninh Vịnh Nghi cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nhưng lúc này, cậu nhóc đang gặp ngụa trong tình ái đầu đời, chẳng còn đủ lý trí để phán đoán chuyện gì nữa. Và lại, trong lòng Ninh Vịnh Nghi vẫn luôn tồn tại sự tự tin rằng Hạ Minh Hậu đem lòng yêu cô tha thiết. Sau bữa tối, Ninh Vịnh Nghi cuộn tròn trong lòng Hạ Minh Hậu, vòng điện thoại. Hạ Minh Hậu ngửi mùi thơm trên cơ thể cô, lòng nhộn nhạo nhưng buộc phải kiềm nén. Ninh Vịnh Nghi xem điện thoại chán rồi, liền ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nói: "Chú Hạ, em có chuyện muốn nói với chú." "Nói đi." Hạ Minh Hạo biết Ninh Vịnh Nghi sắp lật bài ngửa. Ninh Vịnh Nghi ngồi bật dậy, mỉm cười nhìn hắn rồi đáp: "Chị Vịnh Sam muốn thầu dự án trường học lần này, chú có thể để chị ấy đảm nhiệm không? Công ty của Vịnh Sam có kinh nghiệm, hơn nữa chúng ta tính xa đều là người nhà, có thể tin tưởng hơn khúc thì." Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười. Ninh Vịnh Nghi thực sự đã ngả bài. Có điều cô nghĩ cô quá thông minh, hay cô đánh giá thấp trí tuệ của Hạ Minh Hậu vậy? Hạ Minh Hậu lắc đầu đáp: "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, chuyện làm ăn em đừng có xen vào." Chú đồng ý đi mà, dù sao chị ấy cũng là chị vợ của chú mà. Và lại hai bên làm ăn thuận lợi, Hạ Thị và Ninh Thị có thể hóa thù thành bạn, khi ấy chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau, không phải sao? Ninh Vịnh Nghi lắc lắc cánh tay Hạ Minh Hậu làm đũng. Cậu nhóc đem hết sự tin tưởng và tình yêu của mình đặt lên Hạ Minh Hậu, vô thức dựa dẫm hắn, xem hắn như người nhà, như chỗ trú ẩn an toàn của chính mình. "Hóa thù thành bạn sao? Thoải mái ở bên nhau?" Hạ Minh Hậu nhếch miệng cười, lắc đầu nói: "Em gây thơ thật." Ninh Vịnh Nghi cúi mặt phụng phịu. Hạ Minh Hậu nhíu mày nhìn cô, càng lúc càng cảm thấy Ninh Vịnh Nghi đáng sợ. Hắn nghĩ một lát rồi mỉm cười xoa đầu cô đáp: "Được rồi, tôi đồng ý với em. Tuần sau tôi sẽ gặp Vịnh Sam bàn bạc mọi chuyện." "Thật à?" Ninh Vịnh Nghi lập tức vui vẻ, choàng tay ôm cổ Hạ Minh Hậu rồi hét lên: "Em yêu chú, em yêu chú." Hạ Minh Hậu sửng sốt, cứng đờ cả người. Hạ Minh Hậu đã chuẩn bị tinh thần rất tốt, thế nhưng ngay khi nghe Ninh Vịnh Nghi nói yêu mình bằng sự nhiệt thành như vậy, hắn vẫn không khỏi bồi hồi, chỗ ngực đập thình thịch. Hạ Minh Hậu không phủ nhận bản thân hắn đã yêu cô nhóc này sâu sắc. Yêu cô đến nỗi biết cô lợi dụng mình, hắn vẫn một lòng yêu thương cô. Yêu cô đến nỗi lòng khao khát thỏa mãn dục vọng, đồng thời giận cô, nhưng vẫn không bao giờ có ý định tìm người khác.
Tuy vậy, Hạ Minh Hậu không phải thánh thần, yêu thì yêu, hắn vẫn hận Đinh Vịnh Nghi đã lợi dụng tình yêu của hắn, mà cũng có lẽ vì quá yêu cô, cho nên nỗi hận trong hắn càng sâu đậm. Đinh Vịnh Nghi không hề hay biết tâm tư của Hạ Minh Hậu, một lòng muốn làm hắn vui. Chú Hạ, chú thích không? Cô quàng tay lên cổ Hạ Minh Hậu, chủ động dương môi mình lên, rồi kéo hắn sát lại phía mình. Hạ Minh Hậu không trụ nổi trước sự chủ động quyến rũ của cô gái hắn yêu, hắn cũng áp sát người cô, nhịp nhàng phối hợp. Đinh Vịnh Nghi táo bạo hơn thường ngày, cô vén chiếc váy sang một bên, rồi ngồi lên người Hạ Minh Hậu. Hạ Minh Hậu hiếp mắt, hắn biết Đinh Vịnh Nghi đang dùng cơ thể cô để lấy lòng hắn. Tự em tìm đường chết. Hạ Minh Hậu lập tức kéo quần xuống, tư thế bị động thành thế chủ động tấn công cô. Đinh Vịnh Nghi có thể dùng cơ thể để đổi lấy lợi ích, mong muốn mục đích đạt được. Vậy cô có gì để Hạ Minh Hậu hắn phải trân trọng và yêu thương đây? Thế nhưng đối diện Đinh Vịnh Nghi, trái tim Hạ Minh Hậu vẫn không kiềm được nhịp đập thổn thức. Hạ Minh Hậu không tài nào hiểu được bản thân mình nữa. Một đêm hoan ái trôi qua, sáng sớm Đinh Vịnh Nghi tỉnh dậy, bên tai là tiếng chuông điện thoại của Ninh Vịnh Sam. Nghi Nghi, giỏi lắm, Hạ Minh Hậu đã đồng ý để công ty chị tiếp nhận khối thầu này. Bước đầu sẽ bàn bạc hợp đồng một chút, chị cũng sẽ để lại cái giá dễ chịu cho cậu ấy. Nghe Ninh Vịnh Sam nói như vậy, Ninh Vịnh Nghi mừng vô cùng. Từ nay, quan hệ giữa Ninh Thị và Hạ Thị, Ninh Gia và Hạ Gia sẽ bớt căng thẳng hơn. Vậy thì chuyện tình cảm của cô và Hạ Minh Hậu có thể tiến triển rất tốt. Tốt lắm, Vịnh Sam, em chờ tin tức tốt của hai người. Ninh Vịnh Nghi vui vẻ, mỉm cười rồi tắt điện thoại. Lúc này Hạ Minh Hậu đã đi làm rồi, cậu nhóc xuống bếp ăn sáng rồi học nấu ăn. Mấy ngày kế tiếp trôi qua trong bình lặng, Ninh Vịnh Nghi ngóng tin tức gói thầu của Ninh Vịnh Sam đến sốt ruột. Nhưng mỗi ngày Hạ Minh Hậu đều đem vẻ mặt căng thẳng mệt mỏi về nhà, cô không dám hỏi nhiều. Cho đến một hôm, Ninh Vịnh Nghi đang bày biện mấy món ăn tối lên bàn thì điện thoại của cô đổ chuông. Ninh Vịnh Nghi bắt máy, bên kia là giọng nói hoảng hốt của Ninh Vịnh Sam. Chị à? Vịnh Nghi, chúng ta bị chơi một vố đau đớn rồi. Ninh Vịnh Sam không giữ được bình tĩnh. Chị nói sao cơ ạ? Chơi? Ai chơi? Ninh Vịnh Nghi có sự cảm không lành, cô liên tục hỏi. Đầu dây bên kia im lặng một chút, Ninh Vịnh Nghi nghe được tiếng thở dài để kiềm nén của Ninh Vịnh Sam. Một lúc sau, Ninh Vịnh Sam mới đáp. Hợp đồng thầu đã ký, chúng ta đảm nhiệm phần xây dựng công trình và trang trí nội thất bên trong. Không rõ là ai thao gậy bánh xe, toàn bộ nguyên vật liệu trang trí nội thất mà chúng ta nhập về đều bị giữ ở hải quan. Còn hàng nhập trong nước đều bị chủ đầu tư đánh giá không phù hợp chất lượng nên trả về. Công ty của chị tổn thất một số vốn cực lớn. Hạ Minh Hạo nói chậm trễ tiến độ nên dựa theo hợp đồng cắt quan hệ hợp tác với chúng ta. Giọng nói Ninh Vịnh Sam tuy rằng bình đạm, nhưng Ninh Vịnh Nghi có thể nghe ra được sự run rẩy trong đó. Tim cô thắt lại một cái, hai mắt đỏ hoe, cô dường như không tin nổi vào tay mình. Chị nói chú Hạ đánh giá nguyên liệu không phù hợp còn cắt quan hệ hợp tác sao? Đúng vậy, Vịnh Nghi. Đinh Vịnh Sam thở dài đáp. Xem ra Hạ Minh Hậu không thực sự muốn hợp tác với chúng ta, mà chỉ là đang đùa bỡn rồi khăm chúng ta một vố. Đinh Vịnh Nghi rụng rời tay chân, bàn tay đang cầm đĩa thức ăn buông thõng xuống. Dầm, đĩa vỡ nát, thức ăn bắn tung tóe. Đinh Vịnh Nghi bật khóc nức nở. Hạ Minh Hậu đã phát đơn kiện ra tòa án yêu cầu chúng ta bồi thường, đồng thời hủy mọi giao dịch. Giọng nói của Ninh Vịnh Sam vẫn vang lên trong điện thoại. Đôi tai Ninh Vịnh Nghi lúc này như ủ đi, không thể nghe được gì. Mãi một lúc sau khi đã cố bình tĩnh lại, cô mới hỏi. Chú Hạ muốn bồi thường bao nhiêu? Ninh Vịnh Sam thở dài một hơi đáp. Em nhầm cũng xa mà. Hắn đòi theo hợp đồng, làm đúng những gì đã thỏa thuận, để chúng ta khó mà tránh được trách nhiệm. Ngừng một lát,
Đinh Vịnh Sam nói tiếp. 30 tỷ đồng. Nhưng vì sao? Hai bên đã trao đổi với nhau thế nào? Chú Hạ lấy lý do gì? Đinh Vị Nghi gần như là hét lên. Hắn đã duyệt tất cả, từ nguyên phụ liệu, bản thiết kế, danh sách nhân công, tất cả mọi thứ. Đinh Vịnh Sam nói gần như là nghẹn ngào. Vậy thì chị lấy đó làm chứng cứ? Không. Đinh Vịnh Sam lắc đầu, cắt lời Ninh Vịnh Nghi. Hắn từ chối trao đổi công việc qua email, tin nhắn và chỉ nói chuyện trực tiếp. Hắn không ký bất cứ một biên bản phê duyệt nào cả. Trời ạ, tại sao chị không ghi âm? Đinh Vịnh Nghi tiếp tục cảm giam trong sự phẫn nộ. Em điên à? Trong hợp đồng nói rõ, không bên nào được sử dụng ghi âm. Đinh Vịnh Sam hét lên, dường như cô cũng bị dồn vào đường cùng. Và bây giờ, hắn không chịu nghiệm thu, đổ vế toàn bộ trách nhiệm, khiến dự án chậm tiến độ cho chúng ta. Đinh Vịnh Nghi nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi, xong cô không thở nổi, cô ngồi thường người xa, lặng lẽ tắt điện thoại. Vì tin tưởng Hạ Minh Hậu, Đinh Vịnh Nghi không hề bám sát quá trình thực hiện hợp đồng giữa hắn và Ninh Vịnh Sam. Hơn nữa, vì tin hắn vô điều kiện, cô thậm chí đã không xem kỹ bản hợp đồng đó. Đinh Vịnh Nghi hoàn toàn sụp đổ, tất cả mọi thứ trong cô đều sụp đổ. Niềm tin, tình yêu, ước mong, hy vọng, tất cả đều tan tành. Đúng lúc ấy, Hạ Minh Hậu trở về nhà, nhìn khuôn mặt thất thần, đẫm nước mắt của Ninh Vịnh Nghi, hắn hiểu ra mọi chuyện. Có chuyện gì? Chú còn giả vờ, chú gài bẫy chị em tôi. Ninh Vịnh Nghi không kiềm được mà gào lên, cô đã đem hết tình yêu, sự trong trắng và cả niềm tin dành cho người đàn ông này, nhưng hắn vẫn cố tình chà đạp tất cả. Ninh Vịnh Nghi uất nghẹn, mắt đẫm lệ, cả khuôn mặt như tối sầm lại, toàn thân run rẩy. Hạ Minh Hậu mở to mắt nhìn cô, trái tim như ngừng đập. Chẳng phải hắn muốn cô đau khổ và trả giá vì đã lợi dụng hắn hay sao? Tại sao khi nhìn thấy giọt nước mắt và sự quẩn bách của Ninh Vịnh Nghi, hắn lại đau lòng như vậy? Hạ Minh Hậu không kiềm được mà muốn tiến lại hôn lên gò má Ninh Vịnh Nghi một cái, an ủi cô. Thế nhưng lúc đó không hiểu vì sao hắn không làm được. Hạ Minh Hậu bị quăng vào một hố lửa rồi bị ép xuống, mặt băng lạnh lẽo, cả người như bị xây xéo xây vò, lồng ngực đau đớn không kể xiết. Quyết định gài bẫy chị em Ninh Vịnh Nghi, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Ninh Vịnh Nghi hận thù suốt đời, hắn sẽ mất cô mãi mãi. Lúc này Ninh Vịnh Nghi đang nhìn chằm chằm Hạ Minh Hậu với sự cảm phẫn. Cô mím chặt môi, bà nãy vẫn còn khóc, nhưng bây giờ cô không khóc được nữa. Cô hít sâu một hơi, dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Chú Hạ, hóa ra từ trước đến nay chú chưa từng muốn tạo bất kỳ cơ hội nào cho tôi và chị Vịnh Sam, cũng như Ninh Thị. Chú nói đúng, chúng ta là đối thủ trên thương trường và cuộc hôn nhân của chúng ta hoàn toàn vô nghĩa. Ngay từ đầu tôi nên nhận ra đây là một cái bẫy. Ninh Vịnh Nghi nói với sự căm phẫn. Hạ Minh Hậu đau lòng vô cùng, hắn tiến về phía cô, định đưa tay lên gạt đi nước mắt của cô. Ngay lúc này Hạ Minh Hậu cảm thấy hối hận rồi. Lẽ ra hắn không nên làm như vậy. Ninh Thị thua lỗ, cuộc sống của Ninh Vịnh Sam và Ninh Vịnh Nghi sẽ khốn khó. Với cá tính của Ninh Vịnh Nghi, cô thà chết đói, chết stress chứ không cầu cạnh Hạ Minh Hậu hắn. Hơn nữa, hắn đã để cô xa xa, thậm chí gieo vào lòng cô sự hận thù và thất vọng. Hạ Minh Hậu rất muốn nói hết cho Ninh Vịnh Nghi nghe những uất ức trong lòng hắn sau khi nghe cuộc điện thoại giữa cô và Ninh Vịnh Sam, nhưng hắn không làm được. Lúc này Ninh Vịnh Nghi đã thổi khóc, cô chỉ chăm chăm nhìn Hạ Minh Hậu. Đột nhiên cô nở nụ cười chua chát. Chú Hạ, giờ biết có ngày này tôi sẽ không... Dù sao cũng không quan trọng nữa. Đền bù hợp đồng thôi chút gì, chú muốn thế nào thì sẽ như thế nấy. Hạ Minh Hậu mở to mắt, trong đầu nhớ có pháo hoa nổ lục bụp. Trời ơi, Trinh Hàn đã quyết định dồn cô vào đường cùng như thế này, nhưng vì sao bây giờ hắn lại đau khổ đến thế? Vịnh Nghi, tôi...
Hạ Minh Hậu níu cánh tay Ninh Vịnh Nghi. Chú buông tôi ra. Ninh Vịnh Nghi hét lên. Lần này xem như là sai lầm của tôi. Tôi đã trả giá. Tôi đã đánh mất mọi thứ. Không chỉ tiền bạc của Ninh Thị, uy tín của tôi và Vịnh Sam trước Ninh Thị, Ninh Gia, tương lai của hai mẹ con tôi, và cả sự trong trắng của chính mình. Chú vừa lòng rồi chứ? Ninh Vịnh Nghi một mực bỏ đi, Hạ Minh Hậu cũng không có cách nào giữ lại. Hắn vừa chạy theo cô đã trợn mắt cảnh cáo hắn. Chú còn tiến lại đây, tôi sẽ đập đầu vào tường chết cho chú xem. Ninh Vịnh Nghi đang vô cùng kích động, Hạ Minh Hậu không dám làm liều. Hắn để cô rời đi, nhưng buộc phải gọi cho Tô Đồng theo sát cô. Ninh Vịnh Nghi bỏ đi mấy ngày, nghe nói cô đến nhà Ninh Vịnh Sam ở tạm, tiện thể nghĩ phương án đối phó với vụ kiện. Hạ Minh Hạo cũng không muốn làm phiền cô, xong những ngày xa cách cô khiến hắn nhớ cô đến giả diết điên dại. Tại sao lại làm như thế? Hạ Minh Hạo chùm chăn lên đầu, nằm cuộn mình trong chăn mà nghĩ ngợi. Ninh Vịnh Nghi lợi dụng hắn, vậy thì đã sao? Không phải hắn yêu cô sao? Hắn cho cô những thứ cô thích là được. Hắn đã vững như bàn thạch rồi, cần gì phải đề phòng một cổ nhóc như cô nữa. Mình đã phản ứng thái quá rồi, Hạ Minh Hậu thầm nghĩ. Lúc đó lẽ ra mình không nên hành xử như vậy. Chỉ cần cảnh cáo Ninh Vịnh Nghi và Ninh Vịnh Sam, sau đó giữ chàng cô ấy trong tầm kiểm soát là được. Bây giờ Ninh Vịnh Nghi đi rồi, Hạ Minh Hậu có ân hận cũng muộn màng. Hắn thở dài một hơi, sự trống trải khoảng vắng trong lồng ngực hắn báo cho hắn biết hắn không thể sống thiếu Ninh Vịnh Nghi. Một tháng sau đó, Ninh Vịnh Nghi vẫn đi đi về về quanh khu nhà của Ninh Vịnh Sam, không có gì bất thường. Đột nhiên có một ngày, Tô Đồng gọi cho Hạ Minh Hậu báo tin. Thiếu phủ nhân đến chỗ Tần thiếu gia. Tần Huệ? Lỗ mày Hạ Minh Hậu dựng đứng. Chỗ nào? Tô Đồng hoảng hốt gửi địa chỉ cho Hạ Minh Hậu. Hạ Minh Hậu chợt cảm thấy tim mình nhói lên. Cả tháng qua không đêm nào hắn ngon giấc, không khi nào hắn thôi nhớ nhung Ninh Vịnh Nghi. Hắn muốn rút đơn kiện, nhưng nếu làm như vậy, Ninh Vịnh Nghi có thể sẽ không còn lý do gì để đến gặp hắn. Hạ Minh Hậu muốn giữ lại vụ kiện để còn có thể gặp Ninh Vịnh Nghi, thế nhưng bây giờ hắn cũng không cần nó nữa. Tên hung thần lập tức chạy đến chỗ Ninh Vịnh Nghi đang gặp Tần Huệ. Khi Hạ Minh Hậu đến nơi, Ninh Vịnh Nghi đang đứng nói chuyện với Tần Huệ. Không rõ Tần Huệ kia nói chuyện gì, mà Ninh Vịnh Nghi vô cùng vui vẻ, thoải mái. Cô hơi ngả người về phía trước, giống như đã ngà ngà say. Ở đây là nhà hàng năm sau, bên trong có một quầy bar, hẳn Ninh Vịnh Nghi đã ở đó dùng rượu. Đúng lúc này, Ninh Vịnh Nghi lao đầu, đứng không vững, rồi ngã vào vòng tay Tần Huệ. Hạ Minh Hậu không nhận được cơn ghen bùng nổ, lập tức dấn lại kéo Ninh Vịnh Nghi ra. Ninh Vịnh Nghi, em có dám qua lại với Tần Huệ, tôi đã nói thế nào? Hạ Tổng, Tần Huệ nghiêng đầu chào Hạ Minh Hậu nhưng ánh mắt lạnh tanh. Hạ Tổng hỏi câu này thật sự quá không lịch sự. Từ bao giờ mà anh có quyền quản lý Vịnh Nghi như vậy sở hữu của mình chứ? Tần Huệ, quát con, chuyện của tôi và vợ tôi không khiến cậu xía vào. Kẻ bày trò quyến rũ vợ của người khác không xứng nói chuyện với tôi. Hạ Minh Hậu buông mấy câu cay nghiệt, mắt long sòng sọc như dã thú nhìn Tần Huệ, khiến Tần Huệ có chút sợ hãi mà lùi về sau. Song ánh mắt cậu ta vẫn không ngừng đặt lên người Ninh Vịnh Nghi. Hạ Minh Hậu tức giận ôm chặt lấy cô. Lúc này ở trong lòng Hạ Minh Hậu, Ninh Vịnh Nghi mới ngước nhìn ánh mắt của hắn. Chú Hạ, chú ghen sao? Chú mà cũng biết ghen sao? Ninh Vịnh Nghi bật cười, nụ cười méo mó đáng thương. Hắn đang ghen, Ninh Vịnh Nghi tự nghĩ chỉ cần không yêu, không ghen, chơi chán rồi thì chia tay là được. Thế nhưng khi biết Hạ Minh Hậu ghen với Tần Huệ, cô lại vui vẻ đến lạ. Thôi được, cứ xem như tôi ghen đi. Bây giờ em thôi liên lạc với Tần Huệ được chưa? Hạ Minh Hậu mất kiên nhẫn, gần giọng đáp lời Ninh Vịnh Nghi. Ninh Vịnh Nghi mỉm cười, nghĩ về ân oán của Hạ Sa và Ninh Sa, những khúc mắc
và chắc chờ vẫn còn in hằn trong tâm trí cô. Thậm chí, sau chuyện vừa rồi, lòng cô chỉ còn lại tổn thương và thất vọng. Chuyện yêu đương lúc này thật xa xỉ, huống hồ là yêu đương với Hạ Minh Hậu. Ninh Vị Nghi hít sâu một hơi, lắc đầu rồi đáp. Chú ghen là chuyện của chú, tôi không làm gì sai trái cả. Với lại, tôi với chú không phải vợ chồng thật sự. Vậy em nói xem, chúng ta là gì? Hạ Minh Hậu tức giận gầm lên. Đã thành hôn, đã lên giường, còn thiếu cái gì nữa? Bạn tình, thỏa mãn nhu cầu. Ninh Vịnh Nghi nhếch miệng cười, lạnh lùng đáp. Chẳng phải sao, chú thậm chí còn xem tôi như kẻ thù, dùng thủ đoạn tàn độc nhất để đối phó với chị em tôi, ấn đầu tôi xuống bùn, chú còn chưa hài lòng. Sâu trong lòng cô có thứ gì đó vụn vỡ, đau đớn và luyến tiếc. Vành mắt cô nóng lên, nhưng cô không thể lùi bước được, càng không thể hèn mọn cúi đầu, mặc sức để hắn trà đạp tình cảm của mình. Hạ Sa và Ninh Sa là kẻ thù của nhau trên thương trường. Hạ Minh Hậu đã trả thù chị em cô thế nào, Ninh Vịnh Nghi chưa bao giờ quên điều đó. Hạ Minh Hậu rút đơn kiện, nài nỉ Ninh Vịnh Nghi trở về, nhưng Ninh Vịnh Nghi không về. Nghe Ninh Vịnh Nghi nói như vậy, lòng Hạ Minh Hậu lại càng vụn vỡ. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu được lòng mình. Thì ra hắn không hề muốn cô khổ sở. Ngay khi cô nói hai người họ chỉ là bạn tình, hắn đã đau lòng đến mức muốn chết đi. Sau đó Ninh Vịnh Nghi lại cho rằng hai người họ đang là kẻ thù của nhau, và hắn đã dùng thủ đoạn tàn độc nhất để trả thù chị em cô trên thương trường. Kỳ thực Hạ Minh Hậu còn chưa thực sự tung ra đòn hiểm, bởi lẽ từ trước đến nay hắn vẫn luôn không nỡ. Hắn chỉ muốn dạy cho Ninh Vịnh Nghi một bài học mà thôi. Ninh Vịnh Nghi hất tay Hạ Minh Hậu, sau đó rời đi cùng Tần Hậu. Hạ Minh Hậu tức giận níu tay cô. Vịnh Nghi, tôi không cho phép. Nếu chú không buông tay, chúng ta sẽ thực sự ấn đoạn nghĩa tuyệt. Khi nói những lời này, ánh mắt Ninh Vịnh Nghi sắc bén và quyết liệt, khiến tim Hạ Minh Hậu như hẫng đi một nhịp. Hắn hoảng sợ thực sự. Vịnh Nghi, về nhà. Hạ Minh Hậu hít sâu một hơi, cố dằn lòng mình lại. Nhà? Ninh Vịnh Nghi nhếch miệng cười. Đó là nhà của tôi sao? Không hề. Nó là đầm sông Điều Hồ, là nơi chôn cất sự chân thành của tôi dành cho chú. Chúng ta xong rồi. Ninh Vịnh Nghi nói rồi hất tay Hạ Minh Hậu. Sự căm hận trong mắt cô khiến Hạ Minh Hậu nhận ra bọn họ thực sự xong rồi. Hắn đành đứng đó trở mắt nhìn Ninh Vịnh Nghi rời đi. Vịnh Nghi, xin lỗi em. Hạ Minh Hậu thầm thì một mình, mãi cho đến khi trời sáng hắn vẫn không thể nào trở mắt được. Hạ Minh Hậu chợt nghĩ mục đích của hắn đã đạt được rồi, vậy hắn còn mong đợi gì mà không mở tiệc ăn mừng chứ? Hắn không hả hê như hắn nghĩ, bởi vì sự đau khổ và thất vọng của Ninh Vịnh Nghi còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc bị cô lợi dụng. Hạ Minh Hậu nghĩ ngợi suốt đêm, rút cuộc lại điện cho Tô Đồng. Rút đơn kiện đi. Tô Đồng sửng sốt. Sao ạ? Nhưng anh nói phải làm đến cùng mà, Hạ Tổng. Tôi bảo rút đơn kiện, có nghe không? Hạ Minh Hậu mất kiểm soát, gào lên. Còn nữa, phải theo sát Vịnh Nghi, không được để Tân Hậu lợi dụng cô ấy. Tô Đồng hoảng hốt, vâng dạ liên tục. Lúc này, Ninh Vịnh Nghi thực sự đã rời khỏi vòng tay Hạ Minh Hậu, cô không còn trốn sùng thân. Về Ninh Thị thì không ai chào đón, ở Tần Thị thì không tiện, cũng không nên. Về gặp mẹ, Ninh Vịnh Nghi không muốn đem phiền phức về cho bà. Ninh Vịnh Nghi lang thang trong một quán bar, cô định sẽ uống say một chút, sau đó tìm khách sạn nghỉ ngơi vài ngày, rồi đến công ty con của Ninh Vịnh Sam xin việc làm. Với cô, việc làm sẽ không thiếu, Ninh Vịnh Sam cũng không bạc đãi cô. Có điều, vì cô mà Ninh Vịnh Sam ra đồng đội này, cô cũng thấy áy náy với chị mình. Lúc này, trong góc quán bà, Diệp Hoài Thư và một vài bạn học của cô ả cũng đang bày tiệc. Nghe nói Diệp Hoài Thư mở một chuỗi siêu thị mini, bọn họ kéo đến ăn mừng, tiện thể là lấy chút vốn đầu tư cho dự án nho nhỏ của mình.
Diệp Hoài Thư tận hưởng tầng bốc quá đà của chúng bạn đang sung sướng thì bỗng phát hiện kẻ cô ả căm ghét nhất đang ngồi uống rượu một góc. Nghe nói Ninh Vịnh Kỳ và Minh Hậu cãi nhau nảy lửa, Ninh Vịnh Kỳ dọn ra ngoài. Diệp Hoài Thư tự thấy đây là cơ hội tốt để xa tay. Này, A Tuấn, cậu có thấy cô ả ngồi bên kia không? Diệp Hoài Thư đưa tay về phía Ninh Vịnh Nghi, lại huých vai A Tuấn. A Tuấn vừa thấy Ninh Vịnh Nghi thì hai mắt sáng lên, cả người mập mạp đổ xô về phía trước, thòm thèm nhìn cô. Đã quá, trắng nõn, ngon ngọt. Nếu mày muốn, nó sẽ là của mày, mày cũng có thể gọi anh em đến. A Tuấn là một tên công tử ăn chơi chắc táng, bạn bè nào cũng kết giao, nhưng đa phần là bạn xấu. Hắn còn có vẻ ngoài xấu xí, đáng sợ, mặt rủ hoa, người ục ịch. Nghĩ đến cảnh hắn cưỡi trên người Ninh Vịnh Nghi, Diệp Hoài Thư cũng thấy rùng mình, ả thích thú cười. Ả Tuấn nghe vậy thì gọi vài cuộc điện thoại, đám anh em nghe hồi gái lập tức tụ tập tại quán bar. Lúc này trong góc quán bar lại xuất hiện một người quen mắt, không ai khác chính là bạn thân của Hạ Minh Hậu, Diệp Thành. A Tuấn chuẩn bị một ly rượu, tẩm thuốc mê, rồi đưa nó cho A Thành, tên đẹp trai nhất hội, để tên này tiếp cận Ninh Vịnh Nghi. Nhìn thấy ly rượu trên tay A Thành, Ninh Vịnh Nghi nhếch miệng cười. Tiểu thư, anh ngồi đây được chứ? Cứ tự nhiên. Ninh Vịnh Nghi nhích ra một chút. A Thành ngồi xuống, tán gẫu vài câu, máy quay từ phía Nhiếp Hoài Thư đã bắt đầu bấm máy, mà đám anh em của A Tuấn cứ hào háu dán mắt vào cơ thể nóng bỏng của Ninh Vịnh Nghi. Ninh Vịnh Nghi uống hết cốc rượu trên tay A Thành, sau đó lập tức ngất đi. Tô Đồng ngồi ở một góc tức giận định xông lên tần cho A Thành một trận thì một bàn tay đã ngăn hắn lại. Diệp Tổng, sao anh lại ở đây? Tình cờ thôi. Diệp Thành nở nụ cười, ánh mắt như soi đói, chuẩn bị vù mồi, nhìn về phía A Thành khiến Tô Đồng cũng rét lạnh. Thiếu phu nhân bị đưa đi rồi. Tô Đồng sửng sốt, gấp gáp. Đừng lo. Diệp Thành nhếch miệng cười, ánh mắt sầu độc. Diệp tiểu thư, cho cũng muốn thắc loạn một phen đây. Tặng cho ả ly rượu này. Diệp Thành đưa ly rượu cho Tô Đồng. Tô Đồng lập tức hiểu ra. Sau đó, chuyện mua chuộc, một gã phục vụ dễ như trở bàn tay. Ở trong phòng, Ninh Vịnh Nghi đã bị A Thành đưa lên giường. A Thành tưởng cô đã mất trí giác nên trực tiếp đè lên người cô. Chát! Mẹ kiếp! Mày! Ninh Vịnh Nghi ngồi dậy, mỉm cười nhìn A Thành và cả cái má in nằm dấu tay của gã. Cô hất hàm. Quán bar này là địa bàn của ai? Anh không biết sao? A Thành trợn mắt, hai mắt đào liên tục. Ninh Vịnh Nghi xoay người, mở hộc tủ, nhanh như cắt, lấy ra một cây súng. Súng? Làm sao cô... Đây là địa bàn của Ninh Vịnh Sam, mà Ninh Vịnh Sam chính là chị gái của tao. Những chỗ giấu súng phòng thân, đương nhiên tao biết. Ninh Vịnh Nghi ngồi thẳng người, chĩa súng về phía A Thành. Nỗi đau bị Hạ Minh Hậu phản bội khiến cô gài góc đến ghê người. Họng súng lạnh ngắt, chĩa về phía mình, A Thành hoảng loạn đến chảy mồ hôi. Làm theo lời tao, nếu không thì đừng trách. Ninh Vịnh Nghi ra lệnh, A Thành giơ hai tay lên đầu, lập tức làm theo. Lúc này, Tô Đông và vệ sĩ cũng đã áp sát bên ngoài khu phòng nghỉ. Nhiếp Hoài Thư uống hết ly rượu, lắc lư theo điệu nhạc, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng Ninh Vịnh Nghi bị đám hồ băng cờ hũ của A Tuấn thay nhau làm nhục. A uống hết ly rượu, đầu óc lừng lừng, cả người khoan khoái, nhẹ nhõm. Một lát sau, Nhiếp Hoài Thư đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc này, trong nhà vệ sinh xuất hiện một anh chàng trẻ tuổi, điển trai, vóc dáng ưu tú, khuôn mặt góc cạnh và nam tính, còn thoát ra mùi hương dễ chịu. Này em trai, đến đây cùng ai vậy? Nhiếp Hoài Thư đã quen thói được các em trai quán bar chiều chuộng, cho nên chẳng e ngại gì. Cộng với liều thuốc bà nãy mà Diệp Thanh cho vào ly rượu của ả, ả càng thêm bạo dạn, chàng trai kia cũng chẳng e ngại, lập tức ôm lấy eo Nhiếp Hoài Thư. Một đám bạn trẻ tuổi, dũng mãnh, chị gái xinh đẹp, có muốn cùng chơi với bọn này không?
Nhiếp Hoài Thư lưng lưng đầu óc, cười nhạt. Có bao không? Đầy đủ. Dù sao cũng chỉ là qua đường, chúng tôi không muốn để lại hậu quả. Chàng trai trẻ lập tức đáp lời. Nhiếp Hoài Thư sung sướng cười, cả người lắc lư, à được dìu ra khỏi nhà vệ sinh. Lập tức có thêm ba anh chàng cởi chân, vóc dáng quyến rũ đến đón ả. Nhiếp Hoài Thư nhìn mà hoa cả mắt, cả người rục rịch không yên. Sáng hôm sau, Nhiếp Hoài Thư tỉnh dậy, bên cạnh không một bóng người. À không mảnh vải nằm tinh hình giữa nhà, cả người nhức mỏi. Nhiếp Hoài Thư với tay lấy điện thoại rồi gọi về nhà cho quản gia nhà ả cử người đến đón. Đêm qua quả nhiên là mất sức, chết tiệt, bình thường mình cũng chẳng thích làm tập thể. Nhiếp Hoài Thư lắc đầu, không nghĩ ngợi tiếp mà đi vào phòng tắm. À phải gột rửa sạch sẽ cơ thể mình, nếu không mẹ ả mà phát hiện ra thì lại cằn nhằn suốt một ngày. Ở phòng bên cạnh, A Thành bị Tù Đồng đánh ngất từ lúc nào, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Đình Vị Nghi phát hiện Tù Đồng âm thầm bảo vệ mình thì chán ghét bỏ về biệt thự của Ninh Vịnh Sam, mặt dày xin chị cho ngủ nhờ. Chuyện với Hạ Minh Hậu em tính thế nào? Ninh Vịnh Sam rót sữa cho Đình Vị Nghi rồi nói. Chị có định kết hôn với Tần Sung không? Đình Vị Nghi vừa ăn bánh mì vừa hỏi lại. Đình Vịnh Sam nhíu mày, trợn mắt nhìn Ninh Vịnh Nghi. Chị đang hỏi em mà, Tần Sung thì có liên quan gì? Vì em nghe Tần Hạo nói, nhà họ Tần vừa rồi xung đột lớn, bọn họ không muốn hợp tác với chúng ta nữa. Nên để tránh bị hụt hẫng như em, chị tìm đường rút vốn đi thì hơn. Dù sao, chị cũng giải công chăm sóc chuyện làm ăn của Tần Sung như vậy, nếu không đi về đâu thì phí hoài công sức. Đình Vịnh Sam nhíu mày nhìn Ninh Vịnh Nghi. Chuyện này cô cũng đã dự liệu được. Hạ Minh Hậu chơi chị em cô một vố như vậy, thường trường tin tức lan nhanh như lửa, chắc chắn bọn họ cũng sợ sốt vó lên, chẳng còn muốn hợp tác. Cái cô cần là sự kiên định của Tần Sung, cho nên nói chỉ cần bọn họ kết hôn. Uệ. Đột nhiên Đình Vịnh Nghi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Đình Vịnh Sam sửng sốt nhìn theo cô. Mới sáng sớm đã nôn, đêm qua cũng nôn, chẳng lẽ... Nghĩ nghĩ, Đình Vịnh Sam liền nhắn tin cho thư ký đi mua que thử thai. Ninh Tổng, cô... Không phải tôi, đừng ăn nói hàm hồ. Thư ký rớt nước mắt, cầu trời khấn Phật một hồi mới chạy đi mua. Đình Vịnh Sam tính tình không tốt, nếu còn mang thai thì thật khổ cho cấp dưới. Trên nhà, Đình Vịnh Nghi vừa thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, Đình Vịnh Sam đã chia cái que ra rồi hất hàm nói. Đình Vịnh Nghi, dùng cái này đi. Đình Vịnh Nghi sửng sốt nhìn cái que thử thai, sau đó chậm rãi cầm lấy nó quay trở lại nhà vệ sinh. Đình Vịnh Nghi thực sự đã mang thai, là con của họ Minh Hậu. Cô vừa vui lại vừa cảm thấy áp lực và sợ hãi, bởi vì bây giờ cô và hắn đã không còn ở bên nhau nữa, nên đứa bé này đến thật sự không đúng lúc. Nhưng dù sao thì cô vẫn yêu thương nó và mong muốn giữ nó lại. Em có định nói cho Hạ Minh Hạo biết không? Đình Vịnh Sam khoanh tay trước mặt Ninh Vịnh Nghi đăm chiêu một lát rồi hỏi. Ninh Vịnh Nghi ngước mắt lên nhìn chị mình, trông cô như một con cún cồi cút. Bây giờ cái thân của em còn lo chùa xong, nên em cũng không biết phải làm sao với đứa bé này nữa. Đình Vịnh Sam nhếch miệng cười rồi nói. Còn sao nữa, sinh nó ra mà nuôi nó đi chứ. Vịnh Nghi, chị không cho phép em phá bỏ đứa bé. Chị là di ruột của nó, chị không đồng ý chuyện đó đâu. Cùng lắm thì trở về Đình Gia, chị nuôi em. Đình Vịnh Nghi sửng sốt, ngước nhìn Đình Vịnh Sam, cứ chưa bao giờ nghĩ đến chị mình sao có thể nói ra những lời này. Từ trước đến nay, Đình Vịnh Nghi cô luôn nghĩ người chị này chỉ lợi dụng cô mà thôi. Nào ngờ khi có chuyện, Đình Vịnh Sam lại là người duy nhất giang tay ra che chở bảo vệ cho cô. Thấy khuôn mặt tràn đầy dấu chấm hỏi của Ninh Vịnh Nghi, Đình Vịnh Sam liền bật cười rồi nói. Em đang nghĩ gì vậy? Vịnh Nghi, chị là chị ruột của em đó. Chúng ta không cùng mẹ nhưng vẫn là chị em ruột. Chị bảo vệ và chăm sóc cho em thì có gì không đúng? Hay em nghĩ rằng thế giới này
ai cũng lừa lọc và lợi dụng em. Không, em không quấy đó, chỉ là em quá cảm động mà thôi. Chị biết đấy, phụ nữ mang thai thường tâm trạng không được ổn định cho lắm. Đinh Vị Nghi vừa khóc vừa nói, sau đó cô lại khóc òa lên như một đứa trẻ. Đinh Vịnh Sam lập tức tiến lại ôm cô vào lòng. Đến đi, có chuyện đây rồi. Nhưng mà phía Hạ Minh Hậu, em có định nói cho hắn biết hay không? Dù sao thì hắn cũng là cha của đứa bé, hắn cũng phải có trách nhiệm với hai mẹ con của em chứ. Đinh Vịnh Sam khuyên nhủ Ninh Vịnh Nghi, dù sao cô cũng không mong cháu của mình không có cha. Thế nhưng Ninh Vịnh Nghi lại cường quyết lắc đầu. Em không cần hắn, em cũng không muốn quay trở về bên cạnh hắn nữa. Có với nhau một đứa con chung chỉ khiến cho mối quan hệ này thêm rối rắm mà thôi. Và lại em sợ hắn sẽ cướp đứa bé của em bất cứ lúc nào. Đinh Vịnh Sam gật gù cho rằng Đinh Vịnh Nghi nói rất chính xác. Họ Minh Hậu là một tên gian thương, là một con hùm, con báo ở trên thương trường. Đinh Vịnh Nghi lại chỉ là một con thỏ vô hại. Xét về mưu mô, cách dùng thủ đoạn, Hạ Minh Hậu hơn chị em cô một bậc. Hắn cũng từng hãm hại chị em cô, không có gì đảm bảo hắn sẽ không làm hại Đinh Vịnh Nghi một lần nữa. Vì Tu Đông vẫn luôn theo dõi Ninh Vịnh Nghi nên chuyện cô mang thai đã sớm đến tai Hạ Minh Hậu. Vừa nghe tin Ninh Vịnh Nghi mang thai, hắn đã mừng như điên, hỏi đi hỏi lại một lúc thật lâu, miệng cười toe toét nhưng hai mắt lại rừng rừng. Tu Đông cũng không ngờ Hạ Tổng một đời quyết đoán, sát phạt lại có thể bày ra bộ dạng mất kiểm soát như vậy. Bây giờ cô ấy vẫn đang ở nhà Ninh Vịnh Sam à? Dạ vâng, đúng ạ. Hạ Minh Hậu qua cơn xúc động thì nhớ lại tình cảnh của hắn và Ninh Vịnh Nghi. Nói như vậy, Ninh Vịnh Nghi cũng không đến nỗi một mình lưu lạc ở bên ngoài. Nhưng hắn vẫn không yên tâm chút nào. Ninh Vịnh Nghi là lần đầu mang thai, chắc chắn sẽ còn rất nhiều hoang mang và bỡ ngỡ. Những lúc thế này đáng lẽ hắn nên ở bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con cô mới phải. Không biết cô có ăn uống được không, có bị ôm ngán không, có ngủ ngon giấc không. Hạ Minh Hậu bức bối đến phát điên, cứ đi qua đi lại trong phòng, tâm trạng buồn vui lẫn lộn, lo âu không kể xiết. Cuối cùng vì không trụ được, Hạ Minh Hậu cũng tìm đến chỗ của Ninh Vịnh Sam. Lúc này, Đinh Vịnh Sam đã ra khỏi nhà. Căn biệt thự rộng lớn, cách cổng vào một đoạn khá xa. Hạ Minh Hạo bung dù, đứng bên ngoài nhìn vào. Quả nhiên, trông thấy Ninh Vịnh Nghi đang bước ra khỏi nhà, tay cầm một bình tưới nước. Nhìn thấy cô, tim Hạ Minh Hạo đã đập thình thịch trong lồng ngực. Vui sướng xen lẫn áy náy, ân hận, xót xa. Em gầy quá, Hạ Minh Hạo lẩm bẩm. Ninh Vịnh Nghi vẫn không hay biết gì, chăm chú tưới hoa, việc chăm sóc cây cảnh khiến tâm trạng cô tốt hơn. Hạ Minh Hậu đứng đó ngắm nhìn cô một lúc thật lâu, cố kiềm nén bản thân không trèo vào ôm lấy cô, bắt cóc cô đi, đem cô trở lại bên cạnh mình. Không, tôi sẽ đem em trở lại bên tôi một cách đường đường chính chính, quang minh chính đại, cho em một danh phận và cho con chúng ta một gia đình trọn vẹn. Hạ Minh Hậu nghĩ ngợi, tay siết chặt cán dù, hai mắt nóng lên. Hắn nhìn Ninh Vịnh Nghi mãi cho đến khi cô xoay người đi vào nhà. Một tuần sau, Ninh Vịnh Nghi lại có hẹn đi khám thai. Ninh Vịnh Sam bận rộn nên cô tự mình lái xe ô tô đi khám. Đúng lúc vừa ra khỏi nhà, có kẻ lập tức xuất hiện bên vệ đường. Hắn sợ cô phanh gấp nên đã cố ý đứng ở một khoảng cách đủ gần để cô nhận ra hắn, nhưng đủ xa để cô chuẩn bị tinh thần. Chú hả? Ninh Vịnh Nghi kích động, chân đạp phanh, chậm rãi đổ lại. Nhiều ngày không gặp, cô không khỏi nhớ hắn đến phát điên. Nhất là khi cô còn đang mang đứa con của hắn trong bụng. Những ngày này, Ninh Vịnh Nghi càng lúc càng trở nên yếu đuối. Cảm giác cô vẫn còn rất cần hắn, song lại không thể chạy đến bên hắn được. Ninh Vịnh Nghi vẫn nghĩ bản thân mình và Hạ Minh Hậu đã hoàn toàn kết thúc rồi. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy hắn, cô lại xúc động không thôi. Hạ Minh Hậu ra hiệu cho Ninh Vịnh Nghi xuống xe. Bên cạnh là chiếc xe của Tổ Đồng. Mà suy quỷ khuyến,
cô lại bước xuống, cố kiềm nén cảm xúc nhớ nhung muốn vỡ hoa của mình, tỏ thái độ lạnh lùng. Chú tìm tôi có việc gì? Em đi khám thai à? Hạ Minh Hậu không vòng vo, trực tiếp hỏi. Ninh Vị Nghi trợn mắt trừng Hạ Minh Hậu. Khốn kiếp, hắn theo dõi cô à? Nếu không làm sao hắn biết được cô đang mang thai? Ninh Vị Nghi phút chốc không biết phải đáp lời Hạ Minh Hậu như thế nào. Cô lắc đầu. Không có, hoặc nếu có cũng không phải của chú. Hạ Minh Hậu tức giận, hắn biết tòng cô nhóc này đang hờn dỗi hắn, nhưng cho dù có hờn dỗi hắn cũng không thể nói dối về tình trạng mang thai của mình, thậm chí nói dối về cha đứa bé. Đinh Vị Nghi, đừng âu trĩ nhiều thế. Em nghĩ em nói dối tôi lúc này để được cách gì? Để con của em không có cha, hay là để cha con chúng tôi mãi mãi không nhận nhau? Đinh Vị Nghi mở to mắt nhìn Hạ Minh Hậu, sau đó lung túng cúi đầu. Phải rồi, cô chỉ đang giận dỗi mà thôi. Cho dù cô có giận dỗi bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng không thể tước đi quyền có cha của con mình. Không bướng bỉnh nữa, lời xe tôi đưa đi khám thai. Thấy Ninh Vị Nghi đã không còn ương ngạnh, Hạ Minh Hậu lập tức lôi cô lên xe. Mặc dù vậy, hắn vẫn sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng cô, sợ làm đau cô, để động tác vẫn rất nhẹ nhàng. Ngồi trong xe, Ninh Vị Nghi không rõ đang nghĩ cái gì. Cô chỉ nhìn ra ngoài đường, đầu óc trống rỗng. Bây giờ cô không biết phải làm thế nào. Đối mặt với Hạ Minh Hậu thì cô không thể nào tha thứ, mà không chấp nhận hắn thì con của cô sẽ không có cha. Xem hắn như một người chưa từng quen biết, chỉ đơn giản là cha của con cô mà thôi, thì cô lại không làm được. Tóm lại, đối với Hạ Minh Hậu, Đinh Vị Nghi chỉ có hai loại cảm xúc, hoặc là phải hận, hoặc là phải yêu, chứ không thể mập mờ, không rõ ràng. Lúc đưa Ninh Vị Nghi đi khám thai và khi nhìn thấy đứa bé 10 tuần tuổi đang quẫy đạp trong bụng cô, Hạ Minh Hậu không kiềm được mà rơi nước mắt. Ninh Vị Nghi quay mặt đi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của hắn khiến tim cô đập loạn nhịp. Hắn hạnh phúc đến thế sao, hay là hắn giả dối? Ninh Vị Nghi có một loại cảm giác, đó chính là cô mãi mãi không thể nhìn thấu được Hạ Minh Hậu. Kết thúc buổi khám thai, Hạ Minh Hậu đưa Ninh Vị Nghi về nhà, còn cẩn thận mua thuốc bổ loại tốt nhất cho cô. Ninh Vị Nghi về nhà không bao lâu thì Ninh Vịnh Sam cũng về. Vịnh Nghi, em biết tin gì chưa? Ninh Vịnh Sam về nhà, lập tức tìm Ninh Vị Nghi nói chuyện. Ninh Vị Nghi đang nằm cuộn tròn mình trong chăn, nhớ Hạ Minh Hậu giả xiết, buồn vui lẫn lộn cộng với cảm giác mơ hồ, hoang mang khiến cô vô cùng bất an. Chuyện gì vậy chị? Ninh Vịnh Sa mỉm cười, ngồi xuống mép giường, đưa ra một số tài liệu mà cô thu thập được cho Ninh Vịnh Nghi. Nói đúng hơn, số tài liệu này là Ninh Vịnh Sa nhận được từ phía Hạ Minh Hậu. Ninh Vịnh Nghi nghi hoặc, tò mò sở từng trang, chăm chú đọc. Cô mở to mắt, không thể tin được vào mắt mình. Hạ Minh Hậu nhường lại dự án trường học cho Ninh Vị Nghi, dùng tiền cá nhân bù lại toàn bộ vốn cho Hạ Thị. Chú hả? Tại sao chú ấy lại... Còn tại sao nữa? Ninh Vịnh Sa mỉm cười. Còn không phải là vì muốn chuộc lỗi với em sao? Ninh Vị Nghi cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó nhốt mình trong phòng cả tuần trời, chẳng biết đang nghĩ gì, cũng chẳng biết đang làm gì. Vịnh Sam cũng biết ý nên không làm phiền cô, mà trong cả tuần đó Hạ Minh Hậu cũng không hề nói đến chuyện kia. Đôi lúc hắn chỉ nhắn tin hỏi thăm tình hình của cô và đứa bé trong bụng, nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ và uống đủ thuốc. Khoảng nửa tháng sau thì Ninh Vịnh Nghi không thể chịu đựng nổi cảm giác bực bối trong lòng mình nữa. Cô cần phải nói chuyện rõ ràng với Hạ Minh Hậu. Nghĩ như vậy, cô liền hẹn hắn. Hạ Minh Hậu đưa Ninh Vịnh Nghi đến quán cà phê dưới công ty Hạ Thị. Em tìm tôi hẳn là có chuyện quan trọng. Ninh Vịnh Nghi hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát rồi nói. Chú chịu trách nhiệm đi. Hạ Minh Hậu sửng sốt. Chịu trách nhiệm, ý cô là?
Họ Minh Hậu mừng rỡ, còn chưa kịp phản hồi, Ninh Vịnh Nghi đã tức giận đập bàn đứng dậy. Họ Minh Hậu, chú làm tôi có thai, còn trốn tránh suốt mấy tuần liền, chú có đáng mặt đàn ông không hả? Họ Minh Hậu mở to mắt nhìn Ninh Vịnh Nghi, xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Nghi Nghi, em định... Họ Minh Hậu liếc nhìn xung quanh, hơi xấu hổ, nhưng hắn vẫn thấy hưng phấn nhiều hơn. Hắn đứng dậy, tủm tỉm cười, rồi nắm tay Ninh Vịnh Nghi. Được rồi, đánh đá quá đi thôi. Tôi chịu trách nhiệm với em là được rồi mà. Đừng lo, ngày hôm nay tôi đến gặp cha mẹ em, được không? Ninh Vịnh Nghi liếc xéo Họ Minh Hậu, một lúc sau mới chịu ngồi xuống. Nhưng bây giờ, chú lấy gì nuôi mẹ con em? Chú nghèo kết xác rồi. Ninh Vịnh Nghi ngúng quẩy, có môi hởn rỗi. Họ Minh Hậu kinh ngạc, chớp chớp mắt. Ai bảo với cô lán nghèo nhỉ? Ai nói với em? Ninh Vịnh Nghi thở dài, lo lắng đáp. Chú chuyển dự án trường đó cho em cũng được. Em có cách khiến tiền này ra tiền cho chú. Tự tin vậy sao? Họ Minh Hậu ngắt lời cô, ánh mắt cưng chiều, xen lẫn ý cười ấm áp. Ninh Vịnh Nghi bĩu môi, đáp. Còn hơn là ngồi ăn bám chú, không phải sao? Và lại, năng lực của em thế nào, không phải chú không biết. Họ Minh Hậu mỉm cười đầy cương chiều, hắn biết cô có năng lực, nhưng cô đang mang thai, hắn không muốn cô quá vất vả. Đúng là, tôi dùng tiền túi để đền bù cho Hạ Thị, nhưng cũng không để nỗi nghèo kết xác đâu. Tôi còn có dự án với Lâm Thủy Nhân, em quên rồi sao? Và lại, tôi có cam kết khác với Hạ Thị, cũng không hẳn chỉ đền bằng tiền. Họ Minh Hậu ngả người ra ghế, nhẹ nhàng buông mấy câu. Ninh Vịnh Nghi nhíu mày nghĩ ngợi. Ngoài tiền, Họ Minh Hậu còn có năng lực. Họ Thị muốn đứng vững vị trí ngôi đầu, còn cần đến hắn dài dài. Anh cho hắn bất tài, em gái cũng vô dụng, không trông cậy vào hắn thì Hạ gia chỉ còn lại đống tro tàn. Đừng nghĩ ngợi nhiều, em lo dưỡng thai đi. Còn nếu em muốn tôi chịu trách nhiệm thì chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Ninh Vịnh Nghi mở to mắt nhìn Họ Minh Hậu. Đăng ký kết hôn ư? Cô chưa từng nghĩ tới làm vợ chồng truyền danh nghĩa thì có thể từ bỏ nhau bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng một khi đã ràng buộc bằng hôn thú thì mọi thứ sẽ khác, ngay cả tiền bạc nợ nần cũng phải chia sẻ với nhau. Sao vậy, sợ à? Họ Minh Hậu mỉm cười thách thức. Ninh Vịnh Nghi liếc sau hắn, đáp. Sợ gì chứ? Em chỉ sợ sau này chú hối hận thôi. Họ Minh Hậu ngồi xích lại gần Ninh Vịnh Nghi, ôm vai cô. Công ty riêng của tôi làm ăn rất khấm khá, Lâm Thủy Nhân cũng không phải không có năng lực, cho nên chuyện nợ nần thì em đừng lo, tôi có khả năng chi trả. Hạ Thị vốn cũng chẳng phải của tôi, không sớm thì muộn tôi cũng bay nhảy, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để mẹ con em chịu đói một ngày nào cả. Ninh Vịnh Nghi xúc động nhìn Họ Minh Hậu, cô tin tưởng sự tài giỏi và quyết đoán của hắn, càng tin rằng hắn sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô. Em đồng ý, nhưng còn Ninh Gia... Họ Minh Hậu mỉm cười. Ninh Vịnh Sam đồng ý là được, Ninh Gia dám có ý kiến sao? Ninh Vịnh Nghi mở to mắt nhìn Họ Minh Hậu. Tại sao chuyện to chuyện nhỏ gì hắn cũng biết hết vậy? Ninh Gia đối với Ninh Vịnh Nghi không có trọng lượng bằng Ninh Vịnh Sam. Ninh Vịnh Sam là người nuôi nấng, dạy dỗ cô, tạo điều kiện cho cô ăn học. Đối với cô, Ninh Vịnh Sam vừa là chị, vừa là mẹ. Mà Ninh Vịnh Sam thì có lẽ đã bị Họ Minh Hậu thuyết phục từ lâu. Tôi nhường dự án lớn ở cảng Tân Hương cho Ninh Vịnh Sam, đảm bảo chị ấy sẽ đồng ý. Ninh Vịnh Nghi trợn mắt nhìn Họ Minh Hậu. Dự án ở cảng Tân Hương là dự án trọng điểm của Hạ Thị, sao Họ Minh Hậu lại dám? Chú đùa em à? Bà và ông nội chú sẽ cạo đầu chú đó. Cạo đầu cho mát cũng được. Họ Minh Hậu cười ngả ngớn. Ninh Vịnh Nghi bó tay, nhưng cô vẫn lo lắng. Chú không gài bẫy em nữa đây chứ? Họ Minh Hậu chua xạ, trơn cảm thấy áy náy vô cùng. Cú lừa của hắn với chị em cô khiến cô thực sự tổn thương. Hắn thở dài, vuốt ve tóc cô, rồi đáp. Lúc đó, nghe những lời em nói với Vịnh Sam, tôi nghĩ em lợi dụng tôi.
cho nên mới... Đinh Vị Nghi tủi thân, cúi đầu. Người ta chỉ là khoe khoang một chút, con gái mới lớn, vừa biết yêu, ai chả như vậy? Hạ Minh Hậu sửng sốt, nhướng mày nhìn Đinh Vị Nghi trìu chọc. Biết yêu? Đinh Vị Nghi mở to mắt, chớp chớp mấy cái. Hạ Minh Hậu đúng là vô sỉ, cái cần nghe thì không nghe. Nào, Vị Nghi, em nói rõ cho tôi xem nào. Hạ Minh Hậu mỉm cười, ôm eo Đinh Vị Nghi. Xung quanh, đám đông túm tụm, bụng miệng cười. Hạ Minh Hậu nhìn hai gò má đỏ ửng của Ninh Vị Nghi, không nhịn được mà hôn một cái. Chú, đáng ghét, em không nói gì hết, chú tự sướng một mình đi. Ninh Vị Nghi xấu hổ đứng lên, Hạ Minh Hậu nhếch miệng cười, chạy theo cô. Sắp sinh con luôn rồi, em còn xấu hổ gì chứ? Ninh Vị Nghi và Hạ Minh Hậu đăng ký kết hôn ngay trong ngày hôm đó. Chuyện này Đinh Vịnh Sam cũng biết, cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dự án ở Tân Hương là dự án lớn, trọng điểm của ngành, cho nên Hạ Minh Hậu lùi một bước, xem như Ninh Thị không có đối thủ nào nữa. Mà dự án này vốn dĩ Đinh Vịnh Sam muốn cùng chia sẻ với Tần Thị. Đáng tiếc Tần Sung kia không khác gì sao quả tạ, vừa bắt tài lại vừa bám váy mẹ. Tần gia phản đối mối hôn sự của cô và Tần Dung, hắn liền một mực không chịu gặp cô nữa, lại dùng rằng không dứt. Ninh Vịnh Sam thực sự chán nản. Thời gian gần đây Ninh gia tạm thời yên ổn thì Hạ gia lại có chuyện. Có điều chuyện này là bí mật của Nhiếp Hoài Thư và mẹ cô ta là Tàng Lâm. Nhiếp Hoài Thư mang thai là con của ai cô ta cũng không rõ. Cái thai được hơn một tháng rồi, nếu muốn tìm người đổ vỏ cũng khó. Tàng Lâm sốt sắng phát điên, Hạ Minh Hậu đã kết hôn với Ninh Vịnh Nghi rồi, đến Nhiếp Hoài Thư cũng không còn cơ hội nào khác. Huống hồ về mặt pháp luật bọn họ còn là anh em, nhưng mà chỉ ít cũng phải gả bằng được Nhiếp Hoài Thư vào hảo môn, chứ bây giờ cha đứa bé là ai hai mẹ con bà ta đều không biết. Tối hôm đó Ninh Vịnh Nghi và Hạ Minh Hậu về Hạ gia dùng cơm. Đang lúc ăn cơm, Hạ Lão Sa nghe điện thoại của đối tác. Đinh Vịnh Nghi và Hạ Minh Hậu cũng tò mò giọng tai lên. Sao cơ? Khúc Thị muốn làm ăn với Hạ Thị, vậy phải xem ý kiến của đám cổ đông Hạ Thị rồi. Không sao, nếu có dự án trọng điểm thì xa một chút cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, quan trọng là lợi nhuận của đôi bên. Hạ Lão Sa nói đến say sưa, Hạ Minh Hậu lại bĩu môi nghĩ thầm, Khúc Thị năng lượng không cao, muốn hợp tác với Hạ Thị chẳng qua là nhún nhường chịu thiệt để lấy được dự án, chia chắc một phần nhỏ, mà hợp tác với Khúc Thị chưa chắc Hạ Thị được nhờ đỡ cái gì, chủ yếu phải tự lực. Thế nhưng Hạ Lão Sa đã quyết, Hạ Minh Hậu cũng không có cách nào. Khúc Thị vẫn còn cay cú mấy dự án bị Ninh Vịnh Nghi phá hỏng, nên Hạ Minh Hậu cũng phải nhượng bộ đổi chút. Dù sao thì hắn cũng định xây dựng đế chế của riêng mình và tập trung vào dự án trường quốc tế. Bố à, hay dự án này giao cho Hoài Thư và Viên Hậu đi. Hạ Minh Hậu chủ động rút lui. Nhiếp Hoài Thư và Tàng Lâm nghe vậy vừa kinh ngạc vừa mở cờ trong bụng. Dự án tốt như vậy mà Hạ Minh Hậu lại lùi một bước, xem ra bây giờ là thời của hai anh em bọn họ rồi. Hiếm khi thấy mày chịu nhún nhường cho anh em trong nhà, quyết định vậy đi. Hạ Lão Sa vui vẻ nói. Hạ Minh Hậu mỉm cười, ôm vai Ninh Vịnh Nghi. Con còn phải chăm sóc vợ con, sợ không đảm đương được nhiều, trông cậy võ anh cả và cô ba vậy. Tàng Lâm cười đon đà, múc thức ăn cho Hạ Minh Hậu, rồi còn nói mấy câu nịnh nọt, giả tạo. Bữa cơm miễn cưỡng êm đềm trôi qua. Mẹ, chuyện kết thai con có cách rồi. Nhiếp Hoài Thư nói với Tàng Lâm, ánh mắt tự tin vô cùng. Tàng Lâm hít sâu một hơi, đoán được ý nghĩ của Nhiếp Hoài Thư. Chọn Khúc Tiêu cũng được, nếu dự án thành công, Khúc gia sẽ có thêm tiềm lực. Nhiếp Hoài Thư nhếch miệng cười, đắc ý. Mấy ngày sau đó, Nhiếp Hoài Thư lấy cớ bàn bạc công việc, liên tục tìm đến Khúc Tiêu. Củi khô lửa bốc, hai người họ cũng đã sớm lăn giường, cái thai trong bụng có người đổ vỏ, Nhiếp Hoài Thư vô cùng sung sướng. Một tháng sau, Nhiếp Hoài Thư xả vờ hoang mang tìm đến Khúc Tiêu. Tiêu, em có thai rồi, phải làm sao đây?
Có thai? Của tôi à? Khúc Tiêu ngơ ngác. Chứ còn ai nữa? Anh không định chịu trách nhiệm à? Diệp Hoài Thư xa vờ tủi thân, hai mắt rớm lệ. Khúc Tiêu tất nhiên là muốn chịu trách nhiệm, gã ta còn mừng như điên. Diệp Hoài Thư là tam tiểu thư Hạ gia, tuy không phải con ruột Hạ gia, nhưng cũng xem như có giá trị lợi dụng. Sau này làm gì Hạ gia có quan hệ làm ăn với Hạ thị, gã dĩ nhiên là phất lên như diều gặp gió. Anh không quay đó, anh chỉ là mừng quá thôi. Chúng ta xin phép gia đình hai bên bàn bạc hôn sự luôn nhé. Diệp Hoài Thư mừng rỡ, trong bụng mở cờ, miệng cười toét đến mang tai. Mà ở nhà, nghe tin mừng của Diệp Hoài Thư, Tang Lâm cũng sung sướng tột cùng. Hôn lễ của Diệp Hoài Thư và Khúc Tiêu diễn ra trước ngày hai bên ký hợp đồng hợp tác. Về dự án đang trong quá trình chọn lọc thầu phụ, lại chắc mầm dự án sẽ thành công, đến Hạ thị lẫn Khúc thị đều không gấp gáp, Hạ Minh Hậu lại càng không gấp, dự án lần này hắn không liên quan đến. Hôn lễ linh đình diễn ra, hàng ngàn khách mời tề tụ tại sảnh, ai nấy đều trầm trồ vì đây là hôn lễ giữa hai gia tộc lớn. Diệp Hoài Thư mặc váy cưới, sung sướng nghĩ đến tương lai, vừa giàu có lại vừa không lo lắng về cái thai trong bụng, tâm trạng lâng lâng. Khúc Tiêu tuy không nguyện ý, nhưng làm sể Hạ gia sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát, gã cũng phấn khởi. Lúc này, MC đứng trên sân khấu sõng sạc hô: "Kính thưa quý vị quan khách, mời quý vị ổn định chỗ ngồi để đại lễ thành hôn chuẩn bị bắt đầu. Sau đây, chúng ta cùng nhau điểm qua hành trình tìm hiểu, yêu thương và đến với nhau giữa cô dâu và chú rể." MC dứt lời, màn hình lớn phía sau lập tức phát ra một đoạn video đã được chuẩn bị sẵn, ai nấy đều mong đợi nhìn lên màn hình, có người còn quay lại video. "À, mạnh nữa lên. À." Diệp Hoài Thư bàng hoàng đến độ ngã quỵ, Khúc Tiêu trợn mắt nhìn lên màn hình, hàng ngàn con mắt đổ về màn hình lớn, máy ảnh và máy quay lia lịa bắt lấy cảnh tượng nóng mắt. Trên màn hình là hình ảnh nóng bỏng mắt của Diệp Hoài Thư cùng ba tên đàn ông. Màn hình nét căng, âm thanh sống động, quan khách bàn tán chỉ trò không ngừng, Tang Lâm lập tức ngất xỉu. Khúc Tiêu trợn mắt sấn lại chỗ Diệp Hoài Thư, trực tiếp tát vào mặt cổ ta. "Còn đàn bà lăng loàn mất nét, máy tính bắt ông đây đổ vỏ đúng không?" Hạ lão gia tức giận đến mức cả người run rẩy, mặc cho Diệp Hoài Thư khóc lóc để nỗi thở không thông, ông ta chỉ vào mặt ả quát: "Mày đúng là ổ uế cả nhà họ Hạ rồi." Diệp Hoài Thư khóc lóc thảm thương, Khúc gia kéo cả đoàn tiến lại chỉ trích Hạ gia và Diệp Hoài Thư thẩm tệ, rồi hủy luôn hợp đồng. Hạ Viên Hậu mất đi mối làm ăn ngon, liền sấn lại tát cho Diệp Hoài Thư một cái nổ đồng đỏ mắt. Hồi lễ xa hoa bậc nhất trở thành trò cười cho cả thiên hạ, danh dự của Diệp Hoài Thư phút chốc bị hủy tan tành. Lúc này, ngồi bên dưới hôn trường, Ninh Vị Nghi mở to mắt kinh ngạc nhìn đống hỗn độn bàn nãy. Họ Minh Hậu nắm tay cô hô lên mu bàn tay trắng nõn rồi nói: "Đó là hậu quả của kẻ dám ra tay hãm hại vợ tôi." Ninh Vị Nghi trợn mắt: "Là chú làm sao?" Họ Minh Hậu mỉm cười: "Tôi không làm, là Diệp Thành." Ninh Vị Nghi mím môi đảo mắt một vòng, họ Minh Hậu và Diệp Thành ai làm thì đều như nhau cả. Có điều cô cũng rất hà dạ, Diệp Hoài Thư hết lần này đến lần khác sai người hãm hại cô, nay à ta phải trả giá cho nghiệp chướng của mình. Kết thúc buổi hôn lễ hỗn loạn, họ Minh Hậu đưa Ninh Vĩnh Nghi về nhà, hắn ôm eo cô thầm thì: "Nghi Nghi, chúng ta ra nước ngoài đợi sinh em bé nhé." Ninh Vĩnh Nghi mỉm cười suy nghĩ một lát rồi nói: "Không hay lắm đâu, còn Hạ thị thì sao?" "Có bọn Tô Đông lo liệu, em yên tâm." Họ Minh Hậu trấn an cô: "Bây giờ hai mẹ con em mới quan trọng." Ninh Vị Nghi mỉm cười gật đầu: "Vậy em đồng ý." Họ Minh Hậu hôn lên môi Ninh Vị Nghi. Cuối cùng thì hắn cũng đã phát hiện ra trên đời này có thứ còn quan trọng hơn cả sự nghiệp, tiền tài và danh vọng, đó là gia đình.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.